Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, tập 321, quân gia. Từ khi Hoàng Thịnh Tổ đế sau khi chết, quân gia tộc nhân yên lặng tại trong bi thương, không gượng dậy nổi. Cùng ma tộc giao chiến, liên tục bại lui. Nguyên bản, quân gia có 3 triệu tộc nhân, tiên nhân 1 triệu. Cùng ma tộc giao chiến ngắn ngủi mấy năm, mất đi 200.000 tiên nhân, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Hoàng Thịnh Tổ đế tử vong, Bách Tiên Phong ma đại trận thất bại triệt để đem quân ra đẩy hướng vực sâu tộc nhân tử vong tốc độ so trước đó tăng lên gấp bội trong đại điện mấy vị quân gia cường giả toàn đều ở chỗ này hoàn toàn tĩnh mịch một vị tộc nhân từ bên ngoài chạy tới tộc trưởng thiên diễn đại đế đã tới nhanh chóng mời đến quân bất hối vội vàng từ trên ghế đứng lên đến tự mình đi ra bên ngoài nghênh đón trong sân đi tới một vị thân mặc áo bào vàng khí độ bất phàm lão giả bên hông treo mấy cái phong cách cổ xưa mai rùa. Thiên diễn đại đế, kinh long tiên vực bên trong, thôi diễn thiên cơ chi lực mạnh nhất một người. Nếu là phổ thông tiên tộc, tiên tông, tuyệt đối không có cách nào đem vị này thiên diễn đại đế mời đến. Quân bất hối ngay cả vội khom lưng hành lễ, một mực cung kính nói ra, bài kiến thiên diễn đại đế. Không cần đa lễ. Thiên diễn đại đế chậm rãi đi vào đại điện, ngữ khí có chút nặng nề. Các ngươi quân gia, hắc khí trùng thiên, sợ là có một trận đại kiếp vừa mới đi đến phía khu vực này thật xa liền thấy quân gia phía trên khói đen mờ mịt nguyên bản thất thải khí vận bị thôn phệ hơn phân nửa thất thải khí vận cùng màu đen vận rủi lẫn nhau ở giữa chiếm so là bốn cùng sáu thất thải chỉ còn lại bốn mà vận rủi chiếm cứ sáu bực này đúng là đại tai đại nạn hiện ra nếu là hắc khí đem thất thải khí vận toàn bộ thôn phệ quân gia liền triệt để xong thiên diễn đại đế ngài nhất định muốn giúp chúng ta tìm kiếm phá giải kiếp nạn này phương pháp Quân bất hối hai tay ôm quyền nói ra. "Ai?" Thiên Diễn Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu, "Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi quân gia tao ngộ đại kiếp, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hóa giải. Quân gia chính là thượng cổ thế gia, thất thải khí vận, đủ để phù hộ muôn đời. Dù là như thế, thất thải khí vận đều bị thôn phệ hết, đủ để chứng minh, cái này vận rủi chi lực cực kỳ đáng sợ." Hỗ Nguyên Tổ Đế cũng ở trong đại điện, chỉ thấy hắn đứng người lên, đối Thiên Diễn Đại Đế thi lễ một cái. Thiên Diễn huynh, mong rằng ngươi có thể giúp chúng ta đẩy tính một chút, như thế nào mới có thể hóa giải kiếp nạn này. Nhất định có hậu lễ." Thiên Diễn Đại Đế vẫn là lắc đầu, khó xử nói ra, "Thiên cơ khó dò, lấy nhân lực thôi diễn thiên cơ, càng là muốn tổn thọ." Hỗn Nguyên Tổ Đế cắn răng một cái, từ không gian giới bên trên vừa sờ. Hắn biết, Thiên Diễn Đại Đế đã nguyện ý tới đây, chính là có thể giúp quân gia thôi diễn. Nếu không, vừa rồi tại bên ngoài quan sát, liền sẽ không tiến đến. Chỉ là thiên diễn muốn thu hoạch được càng nhiều tiên bảo mới sẽ hỗ trợ thôi diễn. Hỗn nguyên tổ đế cầm trên tay ra một viên to bằng cái thớt kim sắc linh chi. Đây là 100.000 năm kim tiên chi, nếu là thiên diễn huynh nguyện ý xuất thủ tương trợ, nó chính là người. Hoang thiên cổ giới, 100.000 năm tiên dược đã phi thường hiếm thấy. Cho dù là hoang cổ quân gia, cũng chỉ có cái này một gốc mà thôi. Nếu không phải quân gia đại nạn sắp đến, hỗn nguyên tổ đế tuyệt đối không nỡ đưa nó lấy ra. Thiên diễn đại đế nhìn thấy 100.000 năm kim tiên chi về sau, hai mắt sáng lên, bất quá vẫn là lắc đầu. Quân gia tao ngộ, có thể không là bình thường vận rủi, mà là một loại phi thường đáng sợ nguyền rủa. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại các ngươi quân gia khí vận đã bị cái này nguyền rủa chi lực thôn phệ hơn phân nửa. Không ra mấy chục năm, chắc chắn đi đến cùng đồ mặt lộ. Khó được đụng phải lớn như vậy một chuyện làm ăn, hắn tự nhiên muốn nhiều làm thịt mấy đao. Hỗn nguyên tổ đế sử kình cắn răng, thầm mắng một tiếng lão hồ ly lại tại không gian giới bên trên sờ một cái, lấy ra một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trái cây. Cái này là một cái 50.000 năm thanh diệp tiên quả, cùng nhau đưa cho thiên diễn huynh. Thanh diệp tiên quả, ẩn chứa nồng đậm tiên khí, có thể dùng để hấp thu, tăng lên cảnh giới. Đối với đại đế cấp bậc cường giả tới nói, cái này trồng quả tiên tác dụng cực lớn. Thiên diễn đại đế nhìn thấy cái này mai thanh diệp tiên quả về sau, rốt cục há mồm. Xem ở quân gia thành ý bên trên, ta liền giúp các ngươi thôi diễn một quẻ hỗn nguyên tổ đế mừng rỡ nói ra thiên diễn huy nhất định muốn giúp chúng ta tìm tới phá giải kiếp nạn này phương pháp ban đêm trăng sáng sao thưa trên đài cao thiên diễn đại đế ngồi xếp bằng mấy cái phong cách cổ xưa mai rùa lấy đặc thù quy luật bày trên mặt đất nhìn qua có cỗ phi thường huyền ảo cảm giác thiên diễn đại đế bóp mấy đạo pháp ấn đem thiên cơ chi lực ngưng tụ tại mai rùa bên trên lạch cạch lạch cạch mai rùa lơ lửng giữa không trung run rẩy kịch liệt Bịt kín một tầng kim quang. Từng đạo kinh khủng thiên cơ chi lực hiển hiện. Ba ba ba. Cửu thiên chi thượng, từng khỏa tinh thần, theo thiên cơ chi lực hiển hiện, bộc phát ra sáng chói tinh quang. Mênh mông tinh hà xoay chậm chậm. Phương Tây, có một viên chậm rãi dâng lên ngôi sao mới, sáng chói chói mắt. Đột nhiên, thương khung cuối cùng, hiện ra từng đạo hát quang, tinh tướng sông chậm rãi thôn phệ. Phúc thử. Thiên diễn đại đế một ngụm lão huyết phun tới. Lạch cạch mai rùa mất đi khống chế rơi trên mặt đất tinh hà khôi phục như lúc ban đầu tình huống như thế nào hỗn nguyên tổ đế vội vàng vọt tới trên đài cao đem thiên diễn đại đế giúp đỡ bắt đầu thiên diễn đại đế sắc mặt trắng bệch bờ môi mất đi huyết sắc tiếng nói cũng đang run rẩy suy thần lại là suy thần các ngươi quân gia trêu chọc thần minh rồi hỗn nguyên tổ đế còn chưa từng nghe qua suy thần một từ vội vàng dò hỏi suy thần rất đáng sợ à ân Thiên diễn đại đế suy yếu gật đầu. Truyền thuyết, tại vạn cổ trong thần vực, có một tôn thần minh, xưng là suy thần. Nắm trong tay phi thường đáng sợ nguyên rủa chi lực. Phàm là bị suy thần để mắt tới, cho dù là thần minh, cũng sẽ chết tại vận rủi phía dưới. Các ngươi quân gia, chưa chọc suy thần, chỉ sợ là không cứu nổi. Nghe xong lời nói này, hỗn nguyên tổ đế mặt triệt để đen. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, êm đẹp, làm sao lại chọc tới thần minh. Thiên diễn huynh nhưng có phương pháp phá giải cái này mới là kim thiên thôi diễn mục đích chỉ cần tìm được phương pháp phá giải để quân gia khí vận khôi phục bình thường hết thảy liền có thể trở lại quỹ đạo bên trên biện pháp là có bất quá thiên diễn đại đế ho nhẹ mấy âm thanh lần này cho các ngươi quân gia thôi diễn thế nhưng là bị thương không nhẹ trên vạn năm thọ nguyên trực tiếp không có cho dù là đại đế cường giả cũng không phải ủng có vô tận tuổi thọ trăm vạn năm thời gian đem sẽ đạt tới đại nạn nếu là không có cách nào tiến thêm một bước, đem sẽ vẫn lạc. Ta chỗ này còn có một cái bảo vật. Hỗn nguyên tổ đế tâm tình phi thường cấp bách, vì hóa giải kiếp nạn, lại nhiều tiên bảo cũng phải hướng ra cầm. Tiếp đó, hắn lại lấy một kiện ẩn chứa sinh mệnh lực tiên bảo, giao cho đối phương. Thiên diễn đại đế rốt cục đem phương pháp phá giải nói ra. Vừa rồi thôi diễn lúc, phỏng đoán đến các ngươi quân gia kiếp tinh, đến từ phương Tây. Ngẫm lại xem, các ngươi quân gia gần nhất trêu chọc cái gì địch nhân. Hỗn Nguyên Tổ Đế Lâm vào trầm tư, rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện. Quân gia cùng Lý gia chung sống tại Kinh Long Tiên vực bên trong, quân gia tại Đông, Lý gia tại Tây. Muốn nói trêu chọc đến địch nhân, hẳn là Lý gia. Có thể cái này nguyên rủa chi lực, lại cùng Lý gia có quan hệ gì? Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, tập 322, nhất định là Lý gia làm. Quân bất hối vội vàng nhắc nhở. Tổ đế, ngài quên hồi trước, Lý gia đang thu thập chúng ta tộc nhân thi thể ạ. À? có hết mấy vạn tộc nhân đều bị người của Lý Gia cho trộm đi. Còn có Hoàng Thịnh Tổ Đế thi thể cũng có thể là bị người Lý Gia trộm đến. Lời nói này đem hỗn nguyên Tổ Đế triệt để điểm tỉnh. Đúng, nhất định là Lý Gia. Có thể bọn hắn là như thế nào thi triển nguyên rùa chi lực. Hỗn nguyên Tổ Đế nhìn về phía hư nhược thiên diễn đại đế. Thiên diễn huynh có biết cái này thi triển nguyên rùa chi lực đến cùng là ai? Không có thôi diễn đi ra. Thiên diễn đại đế thổn thức nói. Vừa rồi ta vốn định đem người này thôi diễn đi ra, kết quả nguyên rủa chi lực hiển hiện, tao ngộ phản phệ. Như không phải là vì thôi diễn người này, cũng không trở thành thụ nghiêm trọng như vậy thương. Bất quá, ta ngược lại thật ra quan trắc đến một ít gì đó. Thiên diễn huynh thỉnh giảng. Phương Tây có một ngôi sao đang mới nổi, phi thường sáng chói. Nguyên rủa chi lực, tất nhiên cùng viên này ngôi sao mới có quan hệ. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, lý ra gần nhất có người nào, là vừa vặn cuột khởi hỗn nguyên tổ đế lần nữa lâm vào trầm tư ai là lý gia ngôi sao mới gần nhất hắn quá bận rộn ma tộc sự tình đối với lý gia chú ý độ cũng không cao quân bất hối hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một người tổ đế ta nghe nói lý gia có không ít tộc nhân tham gia vạn tiên đại hội vị kia lý hằng tại vạn tiên đại hội bên trong đoạt được thứ nhất với lại tại ma giới bên trong lý hằng còn giết một vị tu la cấp bậc cường giả nếu là ngôi sao mới cái này lý hằng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Lời nói này, để hỗn nguyên tổ đế trong lòng giật mình. Thành tiên thời gian hai năm, liền có thể chém giết tu la cường giả. Cái này Lý Hằng, đích thật là có bản lĩnh. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân muốn tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, làm sao cũng phải hai, ba trăm năm thời gian. Lý Hằng mới thành tiên hai năm, liền có được có thể so với Đại La Kim Tiên thực lực, mạnh có chút đáng sợ. Thiên diễn huynh, như lời ngươi nói ngôi sao mới, hẳn là cái này Lý Hằng. Nguyên rùa chi lực cùng hắn có quan hệ. Đã dạng này, chúng ta liền diệt cái kia Lý Hằng. Trước đó, hắn sớm cũng làm người ta nhìn chằm chằm Lý Hằng, có cơ hội liền đem hắn diệt đi. Chỉ là không nghĩ tới, lâu như vậy quá khứ, vẫn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cái kia Lý Hằng một mực trốn ở Lý gia, từ không đơn độc ra ngoài, muốn tìm cơ hội đem hắn giết chết, độ khó rất cao. Quân bất hối bất đắc dĩ nói. Bất quá, đã Lý Hằng đạt được Hỗn Nguyên lệnh bài, khẳng định sẽ tiến vào Hỗn Nguyên tiên cảnh đến lúc đó chúng ta phái ra trong tộc cường giả đem lý hằng tại trong tiên cảnh chém giết đem có thể hóa giải nguyên rủ chi lực hỗn nguyên tổ đế nhẹ nhàng gật đầu cái này đích xác là giải quyết lý hằng biện pháp tốt đi tìm mấy cái hỗn nguyên lệnh bài phái thêm mấy tên trong tộc đại la kim tiên nhất định phải đem lý hằng giết chết muốn muốn cầm tới cái lệnh bài này độ khó không cao bọn hắn quân gia vẫn là có loại thực lực này hỗn nguyên tiên cảnh mạnh nhất chỉ có thể từ đại la kim tiên cấp bậc người tiến vào đến lúc đó Lý gia đem không người có thể tại trong tiên cảnh bảo trụ Lý Hằng. Tốt, ta cái này đi tìm lệnh bài. Quân bất hối rơi xuống câu nói này về sau, vội vàng rời đi quân gia. Hỗn nguyên tổ đế ngẩng đầu hướng về phương tây bầu trời đêm nhìn lại, trong mắt có nồng đậm sát ý. Lý Hằng, ngươi dám dùng nguyên rủa mưu hại ta quân gia, thế tức yếu trả giá bằng máu. Nhã tiên cư, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu trong sân, mấy con cây đay điệp uyển chuyển nhảy múa. Trong sân có hai người, trong đó một vị là cái trung niên nam tử, chính là tộc trưởng Lý Nguyên Minh. Lý Hằng, thật không nghĩ tới, ngươi có thể tại vạn tiên đại hội bên trong thu hoạch được thứ nhất. Lý Nguyên Minh hơi xúc động nói. Vốn cho rằng, lần này Lý Hằng đi vạn tiên đại hội, liền là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, sớm nhìn xem vạn tiên đại hội hình thức. Tại 30 năm sau, lần thứ hai tham gia vạn tiên đại hội lúc mới có thể triển lộ phong mang, thu hoạch được thứ nhất. Ai nghĩ đến, chỉ là thành tiên thời gian 2 năm, liền có như thế thực lực khủng bố. Không chỉ có tại vạn tiên đại hội bên trong thu hoạch được thứ nhất, còn đem một vị tu la cảnh giới ma tộc chém giết. Loại thực lực này, rất nhiều đại la kim tiên, đều khó mà làm đến. Cái kia tu la thực lực cũng không tính đặc biệt cường. Lý Hằng đem trong tay đùi gà nhét vào miệng bên trong, hung hăng cắn một miệng lớn. Tối huyết tu la chỉ là tu la giai đoạn trước, vừa đột phá đến tu la cảnh cũng chính là thời gian mấy chục năm. Nếu là lại tu luyện chút năm tháng, có thực lực khẳng định so hiện tại mạnh lên rất nhiều. Về sau nếu là lại đụng đến đại la kim tiên cấp bậc cường giả, nhất định phải chú ý cẩn thận mới có thể đối phó. Lý Nguyên Minh trùng điệp vỗ xuống Lý Hằng bả vai. Hảo hảo tu luyện, một năm về sau, chính là hỗn nguyên tiên cảnh mở ra thời điểm. Đến lúc đó, mới đưa là chân chính long tranh hổ đấu. Hỗn nguyên tiên cảnh, thế nhưng là hội tụ kinh long tiên vực bên trong, trên trăm cái tiên châu tất cả cường giả. Xa so với ma giới tao ngộ địch nhân, càng thêm đáng sợ ta đã biết một năm nay ta sẽ cố gắng tu luyện tăng thực lực lên lý hằng mặc dù đã có thể đánh giết tu la cảnh cường giả có thể khoảng cách hoang thiên cổ giới đỉnh cấp thực lực còn kém quá nhiều tài nguyên tu luyện phía trên có cái gì nhu cầu lý nguyên minh quan tâm hỏi thăm cần gì tùy thời cùng ta nói hiện tại ta luyện thể cảnh giới đã đến tứ trọng giai đoạn trước muốn trong thời gian ngắn tăng lên có chút khó khăn lý hằng đánh giá một chút trong vòng một năm luyện thể cho ăn bể bụng cũng chính là đột phá một cái nhỏ cấp độ lúc trước kỳ đến trung kỳ dùng loại phương pháp này đến tăng thực lực lên tương đối chậm chạp chúng ta lý ra có hay không học tập họa đạo địa phương lấy thực lực của hắn có thể đánh giết tu la cường giả toàn dựa vào thánh huyết thương long kích hoạt thương long lực lượng cần dùng đến họa đạo cảnh giới hiện tại hắn là cảnh giới thứ nhất chỉ có thể kích hoạt thánh huyết thương long hai thành lực lượng hai thành lực lượng liền để thương long tiên quyền tăng lên gấp 10 lần uy lực. Nếu là tấn thăng đến cảnh giới thứ hai, đem có thể kích hoạt thánh huyết thương long 4 thành lực lượng. Có thể cho thương long tiên quyền tăng lên gấp 20 lần uy lực. Đến lúc đó, lần nữa đối mặt tu la cảnh cường giả, sẽ càng thêm thành thạo điều luyện. Cho nên nói, tăng lên họa đạo là trước mắt tăng thực lực lên một loại mau lẹ phương pháp. Ngươi muốn học tập họa đạo. Lý Nguyên Minh sửng sốt một chút. Cái này Lý Hằng không phải quyền đạo, kiếm đạo đều rất mạnh à. Tại sao phải đi học tập họa đạo? tăng lên họa đạo thực lực, lại không có cách nào tăng thực lực lên. Hiển nhiên, đây là một loại rất không chính xác phương pháp tu luyện. Ân, ta tại trường sinh giới thời điểm, nghiên cứu qua một chút họa đạo. Lý Hằng cũng không cách nào giải thích quá nhiều. Tu luyện sau khi, tu luyện hạ họa đạo, cũng có thể đào giã tình thao. Tốt à! Lý Nguyên Minh gật gật đầu, ngươi nói cũng không tệ. Lý gia chính là cổ tộc, truyền thừa 100.000 năm, các loại đạo Pháp đều có liên quan đến. Lý gia nội thành có một tòa Tiên Họa Các, nội bộ có cái Tiên Họa hành lang, nếu là ngươi muốn tìm hiểu Họa Đạo, nói không chừng có thể ở bên trong thu hoạch được một chút vật hữu dụng. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, tập 323, Tiên Họa Các. Lý Hằng Yên lặng đem cái tên này ghi lại, đến lúc đó đi xem một chút, có thể hay không từ đó lĩnh hội Họa Đạo, hoặc là đánh dấu, thu hoạch được vật gì tốt. Tộc trưởng, hoàng gia phái người, tại ma giới bên trong muốn làm cho ta vào chỗ chết lý nguyên minh mặt lập tức đen lại việc này ta đã biết được hoàng gia cái này đám hỗn chướng thật sự là chán sống rồi tiếp đó ta liền dẫn người đem hoàng gia người một mẻ hốt gọn nếu như đã biết hoàng gia là quân gia nanh vuốt tự nhiên không có để lại hoàng gia tất yếu tộc trưởng dự định khi nào động thủ lý hằng dò hỏi hoàng gia thế lực trải rộng tại thanh diệp tiên châu muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cần phái ra đại lượng nhân thủ lý nguyên minh phân tích nói Đến lúc đó, chúng ta sẽ tại cùng trong vòng một ngày động thủ. Hoàng gia chỉ là phát triển 5.000 năm tộc thị, bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá tiên vương cảnh giới mà thôi. Loại thực lực này, tại lý ra trong mắt, căn bản vốn không đủ nhìn. Tốt, nếu như tộc trưởng có cần, ta cũng có thể đi theo tộc nhân cùng đi. Lý Hằng nói ra, ngươi nha, vẫn là hảo hảo tu luyện à. Lý Nguyên Minh lắc đầu cự tuyệt, cùng hoàng gia giao chiến, khó tránh khỏi gặp được cường giả, lấy thực lực của ngươi, khó mà tự vệ. Tốt như vậy một cái người kế tục, hắn có thể không đành lòng nhìn xem xảy ra chuyện. Tốt, ta trước đi xử lý chuyện của hoàng gia. Sau khi nói xong, tộc trưởng vội vàng rời đi sân. Lý Hằng về đến phòng bên trong. Đem cửa phòng cùng cửa sổ, chăm chú đóng lại. Móc ra một viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu, treo trên tường. Cầm đuốc soi đêm đọc. Trước đó đánh dấu, từng thu được họa đạo bảo vật, ngộ tiên họa đạo quyền. Loại này bức tranh, ghi lại chính là họa đạo. Đối với Lý Hằng tới nói, cái này họa đạo quyển ghi lại đồ vật, đối với trước mắt mà nói, phi thường hữu dụng. Trước học tập họa đạo quyển, ngồi tại trước bàn sách, từ hệ thống trong không gian lấy ra một vật. Vạn ma mị nữ sách, ngạch, cầm nhầm. Vậy trước tiên nhìn xem cái này. Có đôi khi, đem sai liền đem, cũng là một chuyện tốt. Bá, 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 ta liền nhìn vài trang. Trong bất trí bất giác, nhìn chằm chằm tập tranh nhìn mê mẩn. Rất nhanh liền đem quyển sách này xem hết. Không sai, trong này giảng thuật nội dung, phi thường cao thâm. Để cho ta đối họa đạo lý giải, lại tăng lên một cái cấp độ. Lý Hằng vô cùng hài lòng đem sách khép lại. Đúng, quyển sách này đưa đi cho sư phụ, hắn ứng nên xem rồi sẽ chết mau một chút. Úc, không đúng, là khôi phục mau một chút à. Nói xong, ý thức xúc động lông mày bên trên thần nữ đồ. Thành tiên về sau, họa đạo cảnh giới tăng lên hiện tại có thể khống chế thần nữ đem thần nữ không gian phong tỏa dạng này họa thần đem không cách nào cảm nhận được động tĩnh bên ngoài cùng sự vật phong tỏa về sau họa thần không cách nào rời đi thần nữ không gian ý thức tiến vào thần nữ không gian đây là một cái phi thường xa hoa gian phòng bên trong có giường xích đu ngọn nến roi già có thể nghĩ tới vật dụng cái gì cần có đều có lúc này họa thần nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tại cái ghế hậu phương có vị tuyệt mỹ nữ tử đang giúp họa thần xoa bóp bả vai ngoạ tào lý hằng ngây ngẩn cả người lão gia hỏa này vẫn rất hưởng thụ à trách không được thường xuyên đi bế quan nguyên tới đây có khác động thiên khụ khụ họa thần bừng tỉnh về sau nhìn thấy lý hằng liền vội vàng đứng lên đồ nhi sao ngươi lại tới đây ngươi trên tay cầm lấy đồ vật nguyên lai là hiếu kính sư phụ tới mau tới cho sư phụ nhìn xem là vật gì tốt sau khi nói xong tiếp nhận lý hằng trong tay sổ vạn ma mị nữ sách quả nhiên là đồ tốt không hổ là ta đồ nhi ngoan tại ta suy yếu như vậy thời điểm vậy mà nghĩ đến dùng loại mỹ nữ này đồ sách đến hiếu kính sư phụ họa thần trên mặt đã cười nở hoa đồ nhi nằm ở chỗ này để thần nữ giúp ngươi xoa bóp xoa bóp được rồi ta còn có chuyện đứng đắn lý hằng tự nhiên không có xoa bóp dự định trực tiếp rời khỏi thần nữ thế giới ý thức về đến phòng bên trong. Tại hệ thống trong không gian nhẹ nhàng sờ một cái, lấy ra một cái thật dài quyển trục. Có thể cảm nhận được, tại trên quyển trục có cỗ nồng đậm họa đạo khí tức phóng xuất ra. Giải khai phía trên buộc lên dây đỏ, một bức tiên họa chậm rãi tại trước mặt triển khai. Bức tranh triển khai về sau, dài đến 7 thước, lớp 12 thước. Phía trên vẽ, chính là một bức tú lệ sông núi sông lớn. Thật là hùng vĩ sông núi sông lớn. Hai mắt chăm chú nhìn bức tranh nhìn lại ý thức bị hút vào đến thế giới trong tranh. Trong thế giới cảnh tượng, cùng trên bức họa nhỉ không khác nhau chút nào. Xoạt. Sông lớn trào lên mà chảy, cuốn lên đáy sông bùn cát, đục không chịu nổi. Sông núi bên trong, từng cái tiên cầm dị thú, nghỉ lại ở chỗ này. Cho toàn bộ sông núi, tăng thêm rất nhiều sắc thái. Hướng về trong đó một tòa núi lớn nhìn lại. Lý Hằng cảm giác được, ngọn núi này tựa như là sống tới, có thuộc tại sinh mệnh của mình. Phía trên hoa cỏ cây cối, tại phồn diễn sinh sống. Xuân đi thu đến, ố vàng lá cây rơi trên mặt đất, quay về bụi đất. Đây chính là đại sơn chi đạo. Lý Hằng trên tay phải, từng cây thất thải lộng lẫy họa đạo thần cốt, phóng xuất ra sáng chói thần quang. Họa đạo ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, đám chìm trong ngọn núi này xuyên chỗ hiện ra họa đạo bên trong. Trong nháy mắt, qua khứ ba ngày thời gian, Lý Hằng đem thế giới trong tranh tất cả sông núi, toàn đều nhìn một lần. Đối với sông núi các loại đạo Pháp, quen tại tâm. Bức tranh này, giảng thuật chính là sông núi họa đạo, đã bao hàm một chút diễn hóa mà đến đồ vật. Não hải trong thế giới, rộng rãi sau đại môn phương, vốn là không có vật gì. Đem bức họa này sau khi xem xong, đầu này sau đại môn phương, dọc theo một đầu mới đại đạo. Làm xem hết cả bức họa về sau, đại đạo kéo dài đến không gian cuối cùng. Trừ cái đó ra, đầu này đại đạo bên cạnh, cũng có mấy con đường, chậm rãi hướng về phía trước kéo dài. Chỉ bất quá, những này kéo dài chỉ là ở trên con đường này đi một đoạn ngắn khoảng cách liền ngừng lại. Lý Hằng nhìn xem mấy đầu mới xuất hiện con đường trong lòng có chỗ hiểu ra. Đầu này dài nhất kéo dài đến cuối cùng đại đạo chính là sông núi họa đạo. Đi đến cuối con đường nói rõ ta đã hoàn toàn khống chế tiên họa bên trong sông núi họa đạo. Tiếp xuống nếu là họa sông núi liền có thể đem những này đạo pháp toàn bộ vận dùng đến đem sông núi họa đến cực hạn. Họa đạo bên trong bao hàm rất nhiều đầu đạo pháp tỉ như trước mắt đầu này sông núi họa đạo chủ yếu ghi lại liền là như thế nào phát họa sông núi thế nhưng một bức họa bên trong không có khả năng chỉ có thật đơn giản một ngọn núi còn cần một chút còn lại đồ vật đến phụ trợ tỉ như một chút tiên cầm dị thú lao nhanh dòng sông chập chờn thuyền nhỏ những này toàn bộ vẽ ở một bức họa bên trong mới có thể để cho bức họa này tăng lên tới một tầng khác. Này tấm sông núi sông lớn họa bên trong, chủ yếu ghi lại là sông núi, cái gì dòng sông, tiên cầm dị thú, chỉ là phụ trợ. Nhưng cũng nhiều nhiều thiếu thiếu học được một chút, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi một đầu đại đạo kéo dài đến không gian cuối cùng, mới xem như triệt để đem cái này đạo pháp khống chế. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 324, hiện tại, ta đã nắm trong tay họa đạo bên trong đầu thứ nhất. Tiếp đó, còn có rất nhiều đường muốn đi đâu. Họa đạo tổng tổng cộng chia làm năm đại cảnh giới. Sơ khuy họa đạo, họa đạo tiểu thành, họa đạo đại thành, họa lộ ra càn khôn, họa trước khi đại đạo. Hiện tại Lý Hằng ở vào giai đoạn thứ nhất, sơ khuy họa đạo. Tại cảnh giới này bên trong, cần khống chế 30 đầu đại đạo mới xem như đem cảnh giới này tăng lên tới viên mãn, tấn thăng đến họa đạo cảnh giới tiểu thành. Cần khống chế 30 đầu đại đạo bên trong cũng không có quy định là những cái kia đạo pháp. Chỉ cần khống chế 30 đầu, liền có thể tấn thăng. 3 ngày, khống chế một đầu họa đạo, tốc độ đã coi như là thật nhanh nhờ có có ngộ tiên họa đạo quyền loại này họa đạo trí bảo mới có thể học nhanh như vậy. Nếu để cho Lý Hằng đi chân chính sông núi sông lớn ở giữa lĩnh hội, muốn không chế cả một đầu, không biết muốn tới khi nào mới có thể thành công. Cái này một cái quyển trục xem hết, còn có 11 cái quyển trục. Trước đó tổng cộng thu hoạch được 12 cái quyển trục. Dựa theo đoán chừng, mỗi cái quyển trục lĩnh hội đều có thể khống chế một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Tiếp đó, đem quyển sách thứ hai mở ra. Trong bức tranh, vẽ lấy ba ngàn vị hình thái khác nhau mỹ nữ. Có làm điệu làm bộ, có uyển chuyển nhảy múa. Cái này, sư phụ lão nhân gia ông ta, đối với mấy cái này nghiên cứu, khẳng định phi thường thấu triệt. Lý Hằng cẩn thận nhìn chằm chằm bức tranh, ý thức chìm vào thế giới trong tranh. Cứ như vậy, lại qua ba ngày thời gian. Trong đầu, họa đạo sau đại môn phương, lại có một đầu mới đại đạo, kéo dài đến không gian cuối cùng. Trừ cái đó ra, còn tăng lên một chút còn lại đạo pháp. Lý Hằng đem mình quan trong phòng, từng cái quyển trục hướng về sau nhìn lại. 12 cái quyển trục, toàn bộ sau khi xem xong, tổng cộng dùng một tháng ra mặt. Mà hắn họa đạo, đã khống chế dòng dã 12 đầu. Thời gian một tháng, mới 12 đầu. Cái này muốn lúc nào, mới có thể khống chế 30 đầu. Lý Hằng mong mỏi, sớm ngày đem họa đạo tấn thăng nhị dai, phát động thánh huyết thương long bốn thành lực lượng. Từ gian phòng rời đi, đi vào trong sân. Đứng tại bồn hoa bên cạnh, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm giác thần thanh khí sảng. Lý Hằng, nghe nói ngươi vạn tiên đại hội, đoạt được đệ nhất. Lý Thần Hy từ gian phòng đi tới, nhìn thấy Lý Hằng về sau, lên tiếng chào. Ân, Lý Hằng cảm nhận được Lý Thần Hy khí tức trên thân, con ngươi co rụt lại. Ngươi đã kim tiên cảnh giới. Thật sự là không nghĩ tới, cái này bao nhiêu tháng không thấy, Lý Thần Hy tăng thực lực lên tốc độ, đã vậy còn quá nhanh. Lý Thần Hy phi thăng thời gian, so Lý Hằng buổi sáng 8 tháng lại kinh lịch hơn hai năm tu luyện tốc độ nhanh muốn vượt qua luyện thể đột nhiên tăng mạnh lý hằng liền hứa ngươi tăng thực lực lên không cho phép ta đột phá cảnh giới lý thần hy nụ cười sán lạn mấy lần đi đến bồn hoa bên cạnh lấy xuống một đóa kiều diễm hoa cúc cắm ở trên tóc lý hằng đưa ngươi cái hoa cúc bay trong phòng sẽ rất hương không cần lý hằng cũng không có đưa tay đón ta không thích loại này hoa ngươi không hiểu được thưởng thức lý thần hy liếc mắt cái này hoa cúc rất dễ nhìn à hương vị thơm quá bày cái hoa cúc liền là thưởng thức lý hằng lai động một cái trong tay gà quay ta còn cảm thấy bày cái gà quay càng hương đâu chỉ có biết ăn thôi nói cho ngươi một tin tức tốt lý thần hy cười thần bí ngươi đoán ai tới ai vậy ngươi cái kia tiểu thị nữ kim phượng nhi cái gì nàng đã phi thăng quá tốt rồi lý hằng bẹp dưới miệng thèm trùng bị câu tới ban đầu ở trường sinh giới thu một cái thị nữ, Kim Phượng Nhi. Có chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Về sau, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Kim Phượng Nhi có được cổ hoàng huyết mạch, tiềm lực tăng lên trên diện rộng. Tại trường sinh giới lúc, cho Phượng Nhi không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên tăng lên tốc độ cực nhanh. Hắn mới phi thăng thời gian hơn 2 năm, Kim Phượng Nhi liền đã thuận lợi phi thăng, đến lý gia tìm hắn. Công tử." Vừa dứt lời, trong sân một cái cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện lên ở trước mắt lý hằng quay đầu nhìn lại không phải kim phượng nhi là ai kim phượng nhi mặc một thân màu đỏ váy ngắn đem một đôi bắp đùi thon dài hoàn mỹ hiển hiện ra theo những năm này trưởng thành thân hình của nàng là càng ngày càng tốt nên lớn địa phương lớn nên nhỏ địa phương nhỏ phượng nhi ngươi rốt cuộc đã đến lý hằng rời đi trường sinh giới lúc cho phượng nhi lưu lại chút tài nguyên đầy đủ dùng để phi thăng công tử phượng nhi lần nữa nhìn thấy lý hằng cảm xúc phi thường kích động vậy mà trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn lý hằng cảm giác được ấm áp thân thể cùng mình tiếp xúc một trái tim không khỏi bịch bịch cuồng loạn không có cách tu luyện hoang cổ bá thể quyết về sau thân thể các phương diện đều mạnh lên rất nhiều liền ngay cả thận cũng được tăng cường không thiếu phượng nhi đi vào hoang thiên cổ giới còn thích ứng lý hằng quan tâm dò hỏi hô hấp lúc ngửi được một cỗ mê người mùi thơm ân thích ứng phượng nhi nhu thuận gật đầu mấy ngày nay ta đi hậu trù, đi theo đầu bếp học được chút hoang thiên cổ giới làm đồ ăn phương pháp, đợi lát nữa ta liền cho công tử chuẩn bị cơm trưa. Tốt. Lý Hằng lộ ra nụ cười vui mừng, thật lâu không ăn được Phượng Nhi tay nghề, thật đúng là có chút hoài niệm. Đến trưa, Phượng Nhi làm một bàn lớn thức ăn, Lý Hằng ăn hết sạch. Lúc chiều, Lý Hằng mang theo Phượng Nhi, cùng đi tiên họa các. Tiên họa các, từ mấy cái đại điện nối liền cùng một chỗ, chiếm diện tích rất lớn. Lý Hằng đi đến tiên họa các cổng, hướng họa trong các nhìn lại, trong lòng vui mừng. Quả nhiên có đạo nội hàm, hơn nữa còn rất nồng đậm. Dưới tình huống bình thường, tại loại này chỗ đặc thù, đều có đạo nội hàm tồn tại. Hai người đi vào tiên họa các. Bốn phía trên vách tường, treo một vài bức tiên họa. Mỗi một bức tiên họa, đều là hiếm thấy đồ cất giữ. Lý Hằng đi đến tiên họa điện trung ương, mặc niệm đánh dấu hai chữ. Ken, ngay tại tiên họa điện đánh dấu, thu hoạch được trăm họa tiên thể ban thưởng tăng lên 3.000 lần, thu hoạch được họa cốt thần dịch 30 bình. Nghe được cái này ban thưởng về sau, mừng rỡ trong lòng. Họa cốt thần dịch, cái này có thể là đồ tốt. Có nó, ta liền có thể để họa đạo thần cốt, tấn thăng đến đại đạo thần cốt. Đại đạo thần cốt chính là siêu thoát 3 vạn 6 ngàn loại thần thể tồn tại. Hiện tại Lý Hằng có được 5 cái họa đạo thần cốt. Lĩnh hội một cái ngộ tiên họa đạo quyền, cần 3 ngày thời gian nếu là tấn thăng làm đại đạo họa thần cốt, khả năng chỉ cần hai ngày thời gian, liền có thể đem bên trong một cái quyển trục lĩnh hội xong. Có lẽ thời gian còn biết ngắn hơn. Đây tuyệt đối là chất vượt qua. Ngộ tiên họa đạo quyển, trong đó ghi lại một đầu hoàn chỉnh họa đạo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là mấy ngàn lần đánh dấu, trước đó cũng bất quá thu hoạch được 12 cái mà thôi. Lý Hằng không có khả năng tìm tới quá nhiều, vẫn là cần tại ẩn chứa họa đạo địa phương đánh dấu. Lúc này, đại đạo họa thần cốt tác dụng liền hiện ra. Có nó, lĩnh hội tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tại càng trong thời gian ngắn, để họa đạo tăng lên tới càng mạnh tiêu chuẩn. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 325, Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Nhi một tiếng thở nhẹ, đem Lý Hằng kéo về hiện thực. Cũng không biết vừa rồi Lý Hằng đến cùng đang suy nghĩ gì, còn tại cái kia len lén cười. a à, không có việc gì, liền là nhìn thấy bức họa này, xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến thứ gì. Lý Hằng tùy ý che giấu một phen. Đánh dấu hệ thống sự tình, ngoại nhân căn bản không thể lý giải. Xúc cảnh sinh tình. Kim Phượng Nhi ngẩng đầu hướng về trên tường nhìn lại, tìm tới công tử vừa rồi nhìn chằm chằm bức họa kia. Bức họa này là trong phòng tràng cảnh. Phía trên vẽ lấy cái thùng gỗ, một vị nam tử ngồi tại trong thùng gỗ ngâm trong bồn tắm, bên cạnh có vị thị nữ tại hầu hạ lấy. Ý thức chìm vào trong đó. Tiên họa, bên trong có càn khôn có thể nhìn thấy họa tiên muốn bày ra thế giới trong tranh kim phượng nhi ý thức tiến vào thế giới trong tranh bày biện ra trong phòng cảnh tượng soạt nam tử động từ trong thùng gỗ đứng người lên vị thị nữ kia giúp đỡ nam tử tắm rửa thay quần áo sau đó thị nữ lại theo nam tử đi vào phòng ngủ cửa phòng đóng lại ánh đến tùy theo dập tắt Tràng cảnh rừng ở đây cũng không nhìn thấy đằng sau xảy ra chuyện gì có thể kim phượng nhi đã là người trưởng thành lại há có thể không biết trong phòng phát sinh sự tình. Nghĩ tới đây, mặt nàng bá một cái, liền đỏ đến cái lỗ tai. Lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi công tử nói tới câu nói kia. Xúc cảnh sinh tình. Công tử nhất định là muốn để cho ta giống họa bên trong thị nữ như thế, vì hắn tắm rửa thay quần áo, sau đó. Thị tẩm. Tựa như. Nhất định là công tử là ám chỉ ta. Có lẽ, hồi lâu trước đó, hắn liền loại suy nghĩ này. Chỉ là không có có ý tốt nói ra hiện tại thế nào mượn bức họa này làm rõ ý tứ này công tử ta minh bạch ý tứ của ngươi kim phượng nhi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân thần thái phi thường nhăn nhó minh bạch ta ý tứ lý hằng còn không có nạp qua buồn bực đến mình có ý gì không phải liền là đánh dấu về sau tâm tình kích động thất thần à ta lý hằng có thể có cái gì ý đồ xấu tốt đừng suy nghĩ nhiều lý hằng nhẹ nhàng vỗ xuống phượng nhi bả vai ân Phượng Nhi nhu thuận gật đầu. Công tử không tệ với ta. Nếu không có hắn, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy phi thăng trở thành tiên nhân. Đã hắn muốn. Vậy liền. Đại sảnh một bên khác, đi tới một vị giữ lại dâu dê lão giả. Người này, chính là tiên họa các các chủ, tên là Lý Văn Trạch. Cũng là Lý ra bên trong, họa đạo cảnh giới cao nhất một người. Lý Hằng, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này tiên họa các. Lý Văn Trạch một phút dâu dê, chậm chậm rãi nói là không phải là muốn chọn lựa một bức họa lấy về treo trong nhà tiên họa trong các cất kỹ không thiếu tiên họa thường xuyên sẽ có tộc nhân đến đây cầu họa đều bị lý văn trạch nói khéo từ chối chỉ có trong tộc người có thân phận hắn mới có thể đưa lên một bức họa nếu không không bàn nữa ta không phải đi cầu vẽ chỉ là đến xem lý hằng muốn họa có thể mình họa nếu như muốn cứ việc nói thẳng à lý văn trạch suy đoán lý hằng hơn phân nửa là đi cầu họa chẳng qua là ngượng ngùng ngay thẳng nói ra ngươi muốn cái gì họa, cứ việc cùng lão phu nói, đến lúc đó lấy đi thuận tiện. Lý gia thần tử, đi qua vạn tiên đại hội về sau, danh khí càng hơn một bậc. Đa tạ các chủ, ta thật sự là tùy ý nhìn xem. Lý Hằng đem chủ đề rời đi chỗ khác. Ta nghe tộc trưởng nói, tiên họa trong các có tiên họa hành lang, có thể từ đó lĩnh hội họa đạo. Tự nhiên là có. Lý Văn Trạch đắc ý gật đầu. Cái này tiên họa hành lang, thế nhưng là chúng ta tiên họa các trí bảo cho dù là rất nhiều phía ngoài họa sĩ đều nghĩ đến họa tiên trong các lĩnh hội đầu. Tiên họa hành lang đến từ một chỗ tiên họa di tích. Phía trên ghi lại trên trăm loại họa đạo, nếu là có thể từ đó lĩnh hội một hai, sẽ hưởng thụ vô tận. Văn trạch các chủ, không biết ta có thể hay không tiến vào tiên họa hành lang, tìm hiểu một chút. Lý Hằng dò hỏi. Ngươi muốn đi vào tiên họa hành lang lĩnh hội. Lý Văn Trạch sửng sốt một chút, ngươi còn am hiểu họa đạo. Hắn chỉ nghe nói Lý Hằng tại kiếm đạo, quyền trên đường tư chất cực cao, còn chưa từng nghe nói qua đang vẽ trên đường cũng am hiểu. Học nhiều như vậy, không sợ tạp mà không tinh à. Am hiểu không tính là, chỉ là hiểu sơ một chút thôi. Lý Hằng tại tiên họa một đạo bên trên, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Về phần trước đó tại trường sinh giới, sáng tạo vạn cổ cực cảnh, sử dụng chính là họa đạo danh hào, tiên duyên một sức chiêm bao. Cũng không lộ ra tên thật. Cho nên, những người này không rõ ràng hắn họa đạo thực lực, cũng là theo lý thường ứng làm. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu, tự nhiên có thể đi vào. Lý Văn Trạch có chút dừng lại. Bất quá, ngươi không sợ lĩnh hội họa đạo mà chậm trễ tu luyện à. Hắn có thể nghe nói, Lý Hằng sau đó phải đi hỗ nguyên tiên cảnh. Đến lúc đó, lại là một phen long tranh hổ đấu. Lấy thực lực bây giờ, cùng cường hoành đại la kim tiên tranh đấu, có chút khó khăn. Các chủ yên tâm thuận tiện, ta sẽ không chậm trễ chính sự. Lý Hằng thánh huyết thương long, khẳng định là sẽ không đối ngoại lộ ra. Cho nên những người kia liền sẽ coi là lĩnh hội họa đạo là không làm việc đàng hoàng. Không phải nói họa đạo liền là bàng môn tả đạo, mà là một cái họa đạo tư chất không thế nào cường người, đi nghiên cứu họa đạo, liền sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Đi theo ta. Lý Văn Trạch đối hậu phương chỉ đi. Chậm đã, hôm nay ta còn có chút chuyện trọng yếu phải xử lý, qua hơn mấy ngày lại đến. Lý Hằng vừa đạt được họa cốt thần dịch, có thể đem họa đạo thần cốt tăng lên. Các loại tăng lên tới đại đạo họa thần cốt về sau, lĩnh hội họa đạo tốc độ khẳng định sẽ có chất tăng lên. Đến lúc đó lại đi lĩnh hội tiên họa hành lang mới có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Chuyện trọng yếu. Kim Phượng Nhi nghe được lời nói này, hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến bức họa kia, tiên nữ thị tầm đồ. Công tử nói chuyện quan trọng, không phải là cái này à. Kim Thiên liền muốn à. Thật nhanh. Kỳ thật, lúc trước quyết định đi theo lý hàng một khác kia trở đi, liền đoán được loại tình huống này, nội tâm cũng có chuẩn bị. Thật là đến giờ phút này, trong lòng vẫn là vô cùng hốt hoảng. Tốt à, vậy ngươi trước hết đi làm việc chính sự à. Lý Văn Trạch một phút dâu dề. đợi ngươi muốn lĩnh hội, tùy thời đến thuận tiện. Đa tạ, Lý Hằng rời đi tiên họa các, trở lại nhã tiên cư. Hoàng hôn xuống phía tây, sắc trời dần dần muộn. Phượng Nhi, ngươi đi hậu viện đốt chút nước nóng, ta muốn tắm một cái. Lý Hằng một tháng qua, một mực xa vào tại lĩnh hội bức tranh. Có đoạn thời gian không có ngâm trong bồn tắm, các loại rửa sạch sẽ, lại đi tăng lên họa đạo thần cốt. Ân. Kim Phượng Nhi rùi mũi lên tiếng, gương mặt đỏ như là táo. Quả nhiên như nàng đoán như vậy, công tử là muốn làm loại sự tình này. Một ngày này rốt cục muốn tới. Thật có Long Nhi nói như vậy được chứ. Sớm mấy năm, Long Nhi liền thường xuyên cho nàng quán chú một chút đặc thù tư tưởng. Nói thí dụ như hai cái hảo tỉ muội cùng một chỗ à, loại hình. Với lại, Long Nhi còn len lén dạy nàng một chút chiêu thức, dùng để tùy tùng phụng công tử kim thiên cũng muốn phát huy được tác dụng sau đó không lâu trong phòng thùng gỗ bốc lên bừng bừng nhiệt khí bên trong ngâm cái tuấn lãng nam tử hô ngâm trong bồn tắm thật sự là thống khoái nếu có thể có người cho xoa tắm rửa kia liền càng đẹp thanh âm rất lớn ngoài cửa trốn tránh kim phượng nhi vừa dễ nghe cái rõ ràng chít cửa phòng đẩy ra công tử ta tới bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm có vạn cổ. Tập 326, sáng sớm. Lý Hằng cái này một đêm ngủ được, thần thanh khí sảng. Tinh thần phi thường buông lỏng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trên giường nằm Kim Phượng Nhi, cái kia xinh đẹp bên mặt, phi thường mê người. Nha đầu này, từ nơi nào học được chiêu thức? Hiểu được vẫn rất nhiều. Lý Hằng mắt nhìn sắc trời, mặt trời đã mọc lên. Vốn nghĩ, tối hôm qua liền dung hợp họa cốt thần dịch, cứ thế là bởi vì Phượng Nhi kéo dài đến sáng nay. Tiến vào Thiên Nguyên Các, đem mới lấy được họa cốt thần dịch lấy ra, mở ra phía trên gỗ lim nhét, mượn ánh nắng nhìn vào bên trong. Trong bình, là thất thải lộng lẫy chất lỏng. Nhìn kỹ lại, trong chất lỏng vậy mà phản chiếu ra một vài bức thần dị bức tranh, tựa như bên trong có cái nào đó sắc thái lộng lẫy thế giới. Đây chính là họa cốt thần dịch, quả nhiên không giống bình thường. Lý hàng tay trái cầm họa cốt thần dịch, hướng về tay phải họa đạo thần cốt ngã xuống. Một bình toàn bộ đổ ra, họa đạo thần cốt chỉ bị bao khỏa một phần tư. Tiếp đó, lại đổ ba bình tại một viên thần cốt bên trên. Tổng cộng bốn bình, triệt để bao khỏa một cây họa đạo thần cốt. Tiếp xuống bắt chước làm theo, mỗi cái họa đạo thần cốt, rót bốn bình họa cốt thần dịch. Năm cái thần cốt, tổng cộng dùng hai mươi bình thần dịch. Tổng cộng ba mươi bình lượng, tiêu hao hai phần ba, còn thừa lại mười bình. Năm cái họa đạo thần cốt, có cỗ đau rát cảm giác đau chuyển đến. Tựa như toàn bộ tay, đặt ở trên lửa nướng. Lý Hằng cắn chặt răng, không chế thần cốt hấp thu thần dịch. Năm cái thần cốt bên trên khí tức càng ngày càng mạnh, thần dịch từ từ dung hợp tại thần cốt bên trong. Mười ngày sau, năm cái thần cốt, toàn bộ tấn thăng thành công. Lý Hằng đưa tay hướng lên bầu trời chỉ đi. Trên năm căn ngón tay, tỏa ra sáng chói thần quang. Trên bầu trời, một bức thần bí khó lường bức tranh, từ trái đến phải một lần triển khai. Từng màn thần vực bên trong mới có thần minh, yêu thần, ma thần, hiển hiện tại trong bức họa. Lý Hằng liếc mắt liền nhìn ra đến, bức họa này bày ra, chính là thần vực bên trong cảnh tượng. Trở thành đại đạo họa thần cốt. Với lại, hắn có có thể không đơn thuần là một cây đại đạo họa thần cốt, mà là dòng dã năm cái. Lẫn nhau trồng chất lên nhau, có họa đạo tư chất, đem sẽ phi thường khủng bố. Con mắt hướng về trên tay xương ngón tay nhìn lại. Đại đạo họa thần cốt bất luận cái gì họa đạo, ở đây xương phía dưới đều không thể nào ẩn trốn. Phàm là dùng thần xương đụng vào đồ vật, dụng tâm cảm ngộ, liên có thể cảm nhận được trong đó chứa họa đạo xem đến phần sau cái tin này lý hằng khẽ gật đầu nói như vậy về sau lĩnh hội họa đạo sẽ càng thêm dễ dàng thần cốt thuận lợi tấn thăng lý hằng rời đi thiên nguyên các nhã tiên cư lý nguyên minh đi vào trong sân quần áo rõ ràng có chút tổn hại hiển nhiên đã trải qua một trận thảm thiết chiến đấu tộc trưởng chuyện của hoàng gia giải quyết lý hằng nghe nói hồi trước lý nguyên minh liền dẫn người tiến về hoàng gia chuẩn bị đem tất cả người hoàng gia một mẻ hốt gọn. Ân, Lý Nguyên Minh cởi mở cười một tiếng, hoàng gia đám kia oát con, dám cùng chúng ta Lý Gia đối nghịch, tự nhiên là chịu không nổi. Hoàng gia thực lực so Lý Gia yếu rất nhiều, Lý Gia mang theo số lớn nhân mã, cũng không có hao tổn quá nhiều thực lực, liền đem hoàng gia tiêu diệt. Còn thu được không thiếu tiên dược, tiên bảo. Lý Hằng, chúng ta lần này từ hoàng gia trong tay, thu được không thiếu tiên dược, ngươi xem một chút có gì cần. Sau khi nói xong, Lý Nguyên Minh tiện tay vung lên, một đống bình bình lọ lọ xuất hiện trên mặt đất. Lý Hằng hướng trên mặt đất nhìn lại, nói ít cũng phải có trên trăm loại đan dược. "Đa Tạ tộc trưởng, ta từ đó chọn mấy cái liền tốt." Lý Hằng lúc đầu không có ý định muốn, có thể tộc trưởng có hảo ý, luôn luôn cự tuyệt, cũng không phải chuyện gì tốt. Sau khi nói xong, trên mặt đất chọn lựa mấy cái ẩn chứa tiên khí khá nhiều tiên đan, thả nhập không gian trong nhẫn. "Tu luyện có cần, tùy thời nói cho ta biết." Lý Nguyên Minh đem còn lại tiên dược thu sạch về. Nghĩ đến chuyện nào đó về sau, biểu hiện trên mặt dần dần ngưng kết. Đúng, ta dò thăm một sự kiện, khả năng đối với ngươi mà nói có nhất định uy hiếp. Chuyện gì? Quân gia hồi trước, đang thu thập hỗn nguyên lệnh bài, tổng cộng góp nhặt hai mươi mấy mai. Những năm qua, quân gia đối hỗn nguyên lệnh bài cũng không phải là đặc biệt chú ý. Tộc nhân có thể thu hoạch được mấy cái cũng là đủ rồi. Lần này, quân gia một lần thu thập nhiều như vậy, khẳng định là nhằm vào hỗn nguyên tiên cảnh có hành động. Dưới mắt, nhất có chuyện có thể xảy ra liền là quân gia nhằm vào lý hằng an bài một chút chiến lược hai mươi mấy mai lý hằng biểu lộ dần dần ngưng kết hỗn nguyên lệnh bài mạnh nhất có thể từ đại la kim tiên cường giả tiến vào nếu là quân gia một lần phái ra hai mươi mấy vị đại la kim tiên sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn lý hằng bằng không ngươi vẫn là đừng đi hỗn nguyên tiên cảnh rất nguy hiểm lý nguyên minh phi thường lo lắng nói ra còn có không đến thời gian một năm lý hằng thực lực lại thế nào tăng lên cũng không có khả năng tăng lên tới quá mạnh. Đi Hỗn Nguyên Tiên cảnh mạo hiểm cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Hằng cúi đầu lâm vào trầm tư. Như vậy đi, ta trước tăng thực lực lên, nếu là ở Hỗn Nguyên Tiên cảnh mở ra trước, có thể thu hoạch được đủ để tự vệ thực lực, ta liền đi tham gia. Như là không thể, ta liền từ bỏ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chính là có thể đối phó đại La Kim Tiên hai tam trọng người. Hơn nữa còn là át chủ bài cũng không nhiều lắm. Nhiều đụng phải mấy vị rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Cho nên nói, vẫn là làm đủ chuẩn bị, lại đi tham gia hỗn nguyên tiên cảnh tương đối tốt. Ân. Lý Nguyên Minh nghe nói như thế, cuối cùng là yên tâm lại. Vì hỗn nguyên tiên cảnh, tùy tiện mạo hiểm, cũng không có lời. Tốt, ngươi trước tù luyện đi, ta đi. Tộc trưởng sau khi đi, Phượng Nhi từ chỗ ở đi tới. Công tử. Không biết vì sao, Kim Phượng Nhi trên mặt thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục. Buổi sáng ăn cái gì, ta đi cấp ngươi làm lý hằng suy nghĩ một chút nói cho ta đến một phần tiên kê trứng xào tiên mét lại đến cái tiên nấm canh rau trộn tiên măng những này đều là hoang thiên cổ giới bên trong tương đối hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn lý ra vẫn còn có chút hàng tích chữ tộc trưởng đã phân phó chỉ cần hắn muốn ăn có thể tùy tiện lấy dùng tốt vậy ta đi chuẩn bị kim phượng nhi ứng thanh về sau hướng về phòng bếp đi đến một trận phong phú bữa sáng ăn xong lý hằng mang theo kim phượng nhi tiến về tiên họa các nhìn thấy các chủ lý văn trạch lý hằng ngươi muốn đi vào tiên họa hành lang ân lý hằng thần cốt tăng lên đã đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống chuẩn bị tăng lên họa đạo thực lực tốt đi theo ta lý văn trạch mang theo lý hằng xuyên qua họa điện đi đến hậu phương một chỗ cấm địa tiên họa hành lang thuộc về đặc thù thế giới cần thông qua truyền tống trận tiến vào dưới tình huống bình thường tiên họa trong các đệ tử cần phải hoàn thành rất nhiều khảo nghiệm mới có tư cách tiến vào. Mỗi lần có thể lĩnh hội thời gian cũng sẽ không quá dài. Đối với Lý Hằng, tự nhiên là nới lỏng điều kiện, cũng không có thiết lập điều kiện gì. Mở ra truyền tống trận, Lý Văn Trạch nhìn về phía bên cạnh Kim Phượng Nhi. Đây là tùy tùng của ngươi à. Dựa theo quy củ, nàng không thể đi vào. Các chủ, nàng chỉ là theo ta vào xem, cũng không lĩnh hội. Lý Hằng giải thích nói. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, Tập 327 Cái này Lý Văn Trạch hơi do dự về sau Vẫn gật đầu Lần này liền theo ngươi đi vào đi Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Hắn thấy Dù sao cũng là Lý Hằng tùy tùng Vẫn là hơi nới lỏng một điểm tương đối tốt Đa tạ các chủ Lý Hằng cảm kích nói một tiếng Sau đó liền cùng Lý Văn Trạch cùng nhau tiến vào tiên họa hành lang Đây là một cái dài rằng giặc hành lang Một bên treo trên vách tường một vài bức tiên họa Không thể nhìn thấy phần cuối Lý Văn Trạch giới thiệu nói, nơi này tổng cộng có 110 bức tiên họa, mỗi một bức tiên họa đều ghi lại một đầu hoàn chỉnh họa đạo. Nếu là ngươi có thể đem lĩnh hội, có thể đạt được đầu này hoàn chỉnh họa đạo. Nhưng là, muốn lĩnh hội, độ khó cực cao. Tiên họa trong các có không thiếu đệ tử muốn ở chỗ này lĩnh hội họa đạo. Cuối cùng lại bởi vì tự thân tư chất quá kém, mà không pháp đem cái này cả một đầu họa đạo lĩnh hội xong. Ân. Lý Hằng hướng về trên vách tường nhìn lại, cái này treo trên vách tường họa rất dài, chừng 10 trượng, độ cao thì là 3 trượng. Là một bức to lớn bức tranh. Có thể cảm nhận được, tại trong bức họa ghi lại một đầu hoàn chỉnh họa đạo. Chỉ bất quá, so với ngộ tiên họa đạo xoắn tới nói, cái này chỉ có thể coi là thấp mấy cấp phiên bản. Lĩnh hội thời gian, khẳng định phải bề trên gấp bội. Lý Văn Trạch tiếp tục giới thiệu nói, toàn bộ tiên họa hành lang chia làm 11 tầng, mỗi một tầng là 10 loại họa đạo. Nếu là ngươi có thể đem cái này 10 loại họa đạo toàn bộ lĩnh hội, mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Một tầng thập phúc họa, tại tầng này cuối cùng, có cái bình chướng. Chỉ có khống chế tầng này tất cả họa đạo, mới có thể đem lớp bình phong này mở ra. Nếu không, không cách nào chuyển tới. Không nên xem thường những này tiên họa, tiên họa trong các không thiếu thế hệ trước đệ tử, tối đa cũng liền lĩnh hội 6, 7 tầng mà thôi. Càng đến gần đằng sau, lĩnh hội độ khó liền sẽ càng cao. Liền ngay cả Lý Văn Trạch cũng giống vậy, nhiều nhất chỉ là lĩnh hội đến tầng thứ bảy Dùng mấy ngàn năm thời gian, còn thừa lại không thiếu không có lĩnh hội. Khoảng cách tầng thứ 8, càng là xa xa khó vời. Muốn đem tầng thứ nhất thập phúc họa toàn bộ lĩnh hội, cần muốn bao lâu thời gian? Lý Hằng dò hỏi. Cái này khó mà nói. Lý Văn Trạch hướng về phía sau mấy cái bích họa nhìn lại, căn cứ mỗi người tư chất, lĩnh hội tầng này thập phúc họa cũng sẽ có khác biệt thời gian. Tư chất thượng đẳng người, đại khái cần phải gần 2, 30 năm mới có thể toàn bộ lĩnh hội tư chất đỉnh cấp người cũng muốn thời gian 10 năm. Họa đạo thiên kiêu hạng người, mấy năm liền có thể tìm hiểu. Những năm gần đây, thật là có mấy vị họa đạo thiên kiêu xuất hiện. Nhanh nhất một người, lĩnh hội tầng thứ nhất sử dụng đến thời gian là 7 năm. Cái này đã sáng tạo ra tiên họa hành lang nhanh nhất ghi chép. 7 năm. Lý Hằng nghe được thời gian này, âm thầm líu lưỡi. Nếu là hắn cũng lĩnh hội chậm như vậy, hà không tại hỗn nguyên tiên cảnh mở ra trước, căn bản không pháp đem họa đạo cảnh giới tăng lên tới tầng thứ hai. Cũng may hắn có đại đạo họa thần cốt, lĩnh hội họa đạo tốc độ cực nhanh. Ta trước đi thử xem. Nói xong câu đó, Lý Hằng đi đến bức thứ nhất tiên họa phía trước, con mắt nhìn chầm chầm tiên họa nhìn lại. Ông, chỉ là trong nháy mắt, liên tiến vào lĩnh hội trạng thái. Từng sợi họa đạo ý cảnh, tại thân thể bốn phía trôi nổi. Đây là, Lý Văn Trạch nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng giật mình. Lĩnh hội trạng thái nhanh như vậy liền tiến vào tiến vào ngộ đạo trạng thái về sau lĩnh hội họa đạo tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng nhưng là muốn đi vào loại trạng thái này độ khó lại phi thường cao có ít người nhìn chằm chằm tiên họa nhìn khá lâu cũng vô pháp thuận lợi tiến vào loại trạng thái này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiến vào loại trạng thái này có hai loại khả năng loại thứ nhất vận khí phi thường tốt tự nhiên mà vậy tiến vào ngộ đạo trạng thái loại thứ hai họa đạo tư chất cực mạnh thông qua họa đạo tư chất tùy tiện tiến vào ngộ đạo trạng thái hai loại bên trong loại thứ hai còn muốn tương đối hiếm thấy một chút dù sao không phải mỗi người đều có mạnh mẽ như vậy họa đạo tư chất trước đó không nghe nói lý hằng họa đạo tư chất mạnh bao nhiêu nói cách khác hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái hơn phân nửa là bởi vì vận khí đủ tốt lý văn trạch hơi xúc động lý hằng hảo vận bất quá loại này hảo vận không có khả năng thời khắc cùng với hắn bước thứ nhất họa có thể tiến vào Bước thứ hai coi như khó khăn, cũng không biết Lý Hằng bao lâu mới có thể đem bức họa này triệt để lĩnh hội. Phượng Nhi, bằng không chúng ta rời khỏi nơi này trước à? Dưới tình huống bình thường, tiến vào ngộ họa trạng thái về sau đều muốn đắm chìm trong họa đạo trong thế giới thời gian rất lâu. Đem bức họa này lĩnh hội tới trình độ nhất định mới có thể từ ngộ họa trong trạng thái đi ra ngoài. Có khả năng, tốt mấy canh giờ Lý Hằng đều ở và nằm trong loại trạng thái này. Chỉ là ở chỗ này chờ đợi cũng không phải chuyện gì. Ta cảm giác công tử rất nhanh liền có thể từ nằm trong loại trạng thái này đi ra ngoài. Kim Phượng Nhi là Lý Hằng Tùy Tùng, tự nhiên biết hắn họa đạo thực lực. Cũng biết vừa rồi tiến vào ngộ họa trạng thái, tuyệt đối không là ngẫu nhiên. Mà là Lý Hằng nương tựa theo họa đạo tư chất tiến vào. Điều đó không có khả năng. Lý Văn Trạch lắc đầu liên tục, nói ít cũng phải ba canh giờ, Lý Hằng mới có thể dưới loại trạng thái này đi ra ngoài. Nếu là chậm một chút, còn có thể dùng tới một hai ngày chúng ta làm ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện gì gần nhất lý ra tao ngộ đại địch tất cả tộc nhân đều mão đủ kình tăng thực lực lên thân là tiên họa các các chủ cũng không ngoại lệ mặc dù hắn chủ yếu tu luyện chính là họa đạo nhưng tự thân tiên nhân cảnh giới cũng không phải rất yếu nói thêm thăng một chút thực lực tại đại địch tiến đến trước mới có thực lực bảo hộ bên người tộc nhân bằng không chúng ta ở chỗ này chờ bên trên hai canh giờ đi như là công tử còn không thể từ ngộ đạo trong trạng thái thoát ly Chúng ta liền rời đi nơi này. Kim Phượng Nhi khó được tiến vào Tiên Họa Hành Lang, tự nhiên muốn ở chỗ này nhiều bồi bồi công tử. Tốt à, vậy thì chờ hai canh giờ. Lý Văn Trạch sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý xuống tới. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Lý Hằng có thể tại ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, từ ngộ đạo trong trạng thái thoát ly. Cái này thoát ly, có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, tiến vào lĩnh hội trạng thái về sau, đang vẽ đạo trong thế giới, cảm ngộ đến họa đạo, đã đạt với bản thân cực hạn liền sẽ từ lĩnh hội trạng thái thoát ly loại thứ hai không cách nào tiếp tục từ họa đạo trong thế giới lĩnh hội đến vật có giá trị cũng sẽ từ lĩnh hội trạng thái thoát ly lý hằng đứng tại tiên họa trước ý thức tiến vào họa đạo thế giới nơi này có một đầu rộng rãi sông lớn tại hướng về phía trước trào lên chảy xuôi sông lớn họa đạo lúc trước ngộ tiên họa đạo quyển bên trong bước thứ nhất liền là sông núi họa đạo trong đó ghi lại một bộ phận sông lớn họa đạo lúc ấy lĩnh hội xong trong đầu họa đạo thế giới, sông lớn họa đạo liền hướng về phía trước dọc theo một phần nhỏ. Khoảng cách khống chế đầu này hoàn chỉnh họa đạo, còn có một đoạn thời gian. Bất quá, cũng coi là sớm có chút cơ sở. Lĩnh hội họa đạo thời điểm, trên tay phải của hắn, năm cái đại đạo họa thần cốt sáng lên hào quang sáng chói. Theo thần cốt hiển hiện, họa đạo lĩnh hội hiệu quả tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm. Sông lớn trào lên, từng sợi họa đạo theo dòng sông, dung nhập vào trong đầu. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 328. Đây là. Lý Văn Trạch chú ý tới Lý Hằng mu bàn tay, cái kia sáng chói thần cốt, kém chút đem ánh mắt của hắn lóe mù. Thần cốt. Họa đạo thần cốt. T. Lý Hằng lại có loại này thần vật. Bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, kém chút đem phổi no bạo. Hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Lý Hằng không chỉ có có được họa đạo thần cốt, còn một lần có được năm cái đây quả thực là họa đạo bên trong đỉnh cấp tư chất lý hằng nói họa đạo tư chất là thứ hai tuyệt đối không ai dám xưng là thứ nhất trời ạ à, lão phu vậy mà nhìn không ra hắn có năm cái họa đạo thần cốt như thế nói đến lý hằng vừa rồi tiến vào ngộ đạo trạng thái chính là bởi vì họa đạo tư chất khó trách trong nháy mắt liền có thể đi vào ngộ đạo trạng thái loại tư chất này còn tại đó không tiến vào ngộ đạo trạng thái mới là lạ thời gian một khắc một khắc vượt qua gần sau hai canh giờ, Lý Hằng từ cái thứ nhất trong bức họa đi ra ngoài. Thế nào, lĩnh hội tới trình độ nào? Lý Văn Trạch rất là quan tâm dò hỏi. Hắn muốn biết, Lý Hằng loại này họa đạo tư chất, lĩnh hội cái này tiên họa tốc độ đến cùng có thể nhanh tới trình độ nào. Lĩnh hội xong. Lý Hằng lời nói này nói xong, hướng về bức thứ hai họa đi đến. Trước đó ngộ tiên họa đạo quyển, cũng có chút sông lớn họa đạo cơ sở. Bây giờ lĩnh hội cái này họa, mới có thể có tốc độ nhanh như vậy cái gì? Lý Văn Trạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh. đã lĩnh hội xong, cả một đầu sông lớn họa đạo. ân, Lý Hằng gật đầu đáp lại nói. trời ạ, à, cái này cũng quá nhanh đi. Lý Văn Trạch cả kinh căn bản vốn không biết nói cái gì mới tốt. trước đó những đệ tử kia đến lĩnh hội, muốn đem một bức họa lĩnh hội xong, làm sao cũng phải bảy thời gian 8 tháng. chưa từng có nghĩ tới, có người có thể tại hai canh giờ bên trong liền đem nó lĩnh hội xong. họa đạo thần cốt quả nhiên bất phàm. Hắn chỉ là coi là, Lý Hằng có chính là họa đạo thần cốt, cũng không có lại hướng lên mặt đoán. Dù sao, tại những tiên nhân này trong mắt, họa đạo thần cốt cũng đã là hoang thiên cổ giới cực hạn. Căn bản nghĩ không ra, tại cái này phía trên còn có một loại càng thêm đáng sợ đại đạo thần cốt. Lý Hằng chậm rãi đi đến cái thứ hai bích họa phía trước. Con mắt nhìn chằm chằm bích họa nhìn lại. Ông, ý thức rất nhanh bị hút vào đến này tấm tiên họa bên trong, lĩnh hội trong đó họa đạo. Sau hai canh giờ, lần nữa lĩnh hội kết thúc. Hướng về bức họa thứ ba đi đến. Lý Hằng trong lòng có chút cảm khái. Có được đại đạo họa thần cốt về sau, lĩnh hội họa đạo tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nếu là đổi thành trước đó họa đạo thần cốt, lĩnh hội bức họa này, nói ít cũng phải hai ngày. Nói cách khác, hiện tại lĩnh hội tốc độ là trước kia hơn gấp 10 lần. Xa xa cao hơn hắn dự đoán. Theo lĩnh hội họa càng ngày càng nhiều, lĩnh hội sử dụng thời gian cũng càng ngày càng dài chủ yếu là bởi vì có chút họa đạo, cảm ngộ bắt đầu tương đối dễ dàng. Có chút họa đạo, bắt đầu tìm hiểu đến tương đối khó khăn. Gần 4 ngày thời gian trôi qua, Lý Hằng đã đứng tại cái thứ 10 bức tranh phía trước. Lý Văn Trạch đứng ở phía sau, yên lặng chờ đợi. Ngay từ đầu hắn còn muốn lấy, tại Lý Hằng lĩnh hội mấy canh giờ sau liền rời đi. Ai nghĩ đến, phát hiện Lý Hằng họa đạo tư chất thật là đáng sợ, cho nên liền muốn phải ở lại chỗ này, nhìn Lý Hằng sáng tạo lĩnh hội kỳ tích. Cái này xem xét liền là bốn ngày thời gian. Cái gì nắm chặt thời gian tu luyện, đã không lo được. Lại là hai canh giờ qua đi. Ông, Lý Hằng thân thể run lên, chung quanh thân thể trôi nổi họa đạo, càng thêm nồng nặc. Giải quyết. Tầng thứ nhất thập phúc tiên họa, toàn bộ lĩnh hội xong. Sử dụng thời gian, cũng không đến năm ngày mà thôi. Ách, thật đã lĩnh hội xong. Lý Văn Trạch đến bây giờ, ngược lại có chút hoài nghi. Chủ yếu là tốc độ này quá nhanh. Đừng họa đạo thiên tài, cần dùng thời gian 7 năm mới có thể toàn bộ lĩnh hội tầng thứ nhất, Lý Hằng chỉ dùng 5 ngày, liền toàn bộ lĩnh hội xong. Loại tốc độ này, nói ra quá khoa trương, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Ân, đã toàn bộ lĩnh hội xong. Lý Hằng não hải họa đạo thế giới, đã thêm ra 10 đầu mới họa đạo. Cái này 10 đầu họa đạo, tất cả đều là hoàn chỉnh, đi đến cuối cùng cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, còn vụn vặt lẻ tẻ, tăng lên hơn 10 đầu đừng họa đạo. Đều là tại những này tiên họa bên trong, bao hàm đồ vật. Toàn bộ tìm hiểu ra đến. Tốt. Lý Văn Trạch hướng về phía trước tối tăm mờ mịt bình chướng chỉ đi, đem 10 đầu họa đạo bày ra, ngươi liền có thể thông qua lớp bình phong này. Đến cùng có không có hoàn toàn lĩnh hội, dùng lớp bình phong này, liền có thể khảo thí đi ra. Hết thảy, sắp gặp thật hiểu. Lý Hằng đi đến bình chướng trước, đưa tay hướng về phía trước duỗi ra. Một đầu sắc thái lộng lẫy họa đạo, vờn quanh trên cánh tay. Nhìn kỹ lại, đầu này họa đạo, bên trong là một đầu sóng cả mãnh liệt sông lớn, chính là bức thứ nhất bích họa lĩnh hội sông lớn họa đạo. sau đó đầu thứ hai họa đạo hiển hiện. đây là mấy trăm đoá kiều diễm hoa tươi, bộ dáng cùng chân chính hoa tươi không khác nhau chút nào. điều thứ ba, đầu thứ tư, thứ mười đầu, là mười đầu họa đạo toàn bộ hiển hiện, hiện bình chứng ông một cái, rộng mở một đầu đủ để cho người thông qua cửa nhỏ. một màn này lý văn trạch triệt để sợ ngây người. trời ạ, à, thật sự là mười đầu họa đạo 5 ngày, chỉ dùng không đến 5 ngày. Lý Hằng tốc độ, tuyệt đối không người có thể siêu việt. Hắn thật nghĩ không ra, còn có ai có thể so với cái tốc độ này nhanh hơn. Đây tuyệt đối là tiên họa hành lang, nhanh nhất lĩnh hội tốc độ. Kim Phượng Nhi nhìn xem Lý Hằng ngón tay, luôn cảm giác phía trên thần cốt, so trước đó nhìn thấy thời điểm, mạnh hơn rất nhiều lần. Chẳng lẽ nói, công tử thần cốt lần nữa tăng lên. Một lần liền là 5 cái thần cốt toàn bộ tăng lên. Có chút đáng sợ trước đó họa đạo thần cốt liền đã rất mạnh mẽ hiện tại lý hằng không biết làm sao làm có thần cốt so trước đó càng mạnh lý hằng hướng về phía sau kim phượng nhi nhìn lại phượng nhi ta muốn đi tầng thứ hai tìm hiểu ngươi về trước nhã tiên cư tu luyện à ân tốt vậy ta về đi tu luyện kim phượng nhi không có lĩnh hội họa đạo tự nhiên không có cách nào tiến vào tầng thứ hai lý hằng bàn giao về sau đi vào tầng thứ hai lý văn trạch trước đó đã tìm hiểu tới tầng thứ nhất cho nên có thể đi theo tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai hành lang, so tầng thứ nhất hơi lớn một chút, trên vách tường họa, cũng muốn bề trên khoảng một trượng. Lĩnh hội tốc độ, cần càng lâu. Lý Hằng trong lòng bàn tính toán một cái. Trước đó ta đã lĩnh hội 12 đầu họa đạo, vừa rồi lại lĩnh hội 10 đầu, chung vào một chỗ liền là 22 đầu. Còn kém 8 đầu, liền có thể để họa đạo tấn thăng đến cảnh giới thứ hai. Thánh huyết thương long, cũng liền có thể thi triển ra bốn thành lực lượng ánh mắt hướng về tầng thứ hai bức thứ nhất họa nhìn lại. Ý thức rất nhanh đắm chìm trong đó, tiến vào lĩnh hội trạng thái. Cứ như vậy, Lý Hằng tại tầng thứ hai, một bức họa, một bức họa lĩnh hội. Gần 10 ngày qua đi, lĩnh hội đến thứ 8 bức họa. Bá, từng sợi họa đạo, tại trung quanh thân thể hiển hiện. Lý Hằng lần nữa đem bức họa này họa đạo khống chế. Đúng lúc này, trên thân thể của hắn, hiện ra cường hoành họa đạo khí tức. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, tập 329, một vài bức thần dị bức tranh tại Lý Hằng chung quanh hiển hiện. Thấy cảnh này, Lý Văn Trạch triệt để sợ ngây người. Họa đạo tiểu thành. Lý Hằng đã tiến vào cảnh giới này. T. Thật nhanh. Đi vào tiên họa hành lang về sau, Lý Hằng chỉ là tìm hiểu 18 bức họa, cũng đã đem họa đạo tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Nói rõ trước khi tới, hắn liền nắm trong tay 12 đầu hoàn chỉnh họa đạo. Loại thực lực này có chút kinh người lấy lý hằng loại này lĩnh hội họa đạo tốc độ tới nói căn bản chậm trễ không được quá nhiều thời gian các loại họa đạo tăng lên tới cái nào đó trình độ lại đi tu luyện quyền pháp kiếm pháp cũng không chậm trễ nói lên đến hắn nếu là không tu luyện họa đạo mới là lãng phí loại này tốt tư chất à thẳng đến lúc này đã hy vọng lý hằng có thể đang vẽ trên đường nhiều đi một đoạn đường nói không chừng có thể sáng tạo họa đạo sử thượng kỳ tích lý hằng họa đạo tấn thăng mừng rỡ trong lòng họa đạo tiểu thành đem họa đạo thần cốt tăng lên, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Hiện tại, hắn đã có thể đem thánh huyết thương long lực lượng, phát huy ra bốn thành. Thi triển thương long tiên quyền, uy lực đem sẽ tăng lên gấp 20 lần. Dạng này một kích, ban đầu ở công kích tối huyết tu la lúc, thương long đem huyết ma châu phá hủy, còn lại lực lượng, tuyệt đối có thể đem tu la đồng dạng chém giết. Căn bản không cần đến thi triển lần công kích thứ hai. Lý Hằng hướng về tiên họa hành lang đằng sau nhìn lại. Bình chướng hậu phương, có thể mông lung nhìn thấy một chút bích họa. Nơi này tổng cộng có 110 bức tiên họa, đầy đủ ta đem họa đạo cảnh giới, tăng lên tới đại thành. Đến lúc đó, có thể kích phát sáu thành thánh huyết thương long. Tiếp tục tham ngộ. Sáu thành thương long lực lượng sẽ để thương long tiên quyền tăng lên tới 30 lần uy lực. Loại cường độ này, đụng phải mạnh hơn đại la kim tiên, cũng có đánh chết thực lực. Cũng chẳng khác nào tại hỗn nguyên trong tiên cảnh, có tự vệ thực lực. Tiếp xuống lại đề thăng chút đừng võ kỹ, liền càng ổn thỏa. Cứ như vậy, Lý Hằng tại tiên họa hành lang lĩnh hội, một vài bước sau này nhìn. Lý Văn Trạch một mực đi theo, thẳng đến Lý Hằng đem tầng thứ bảy toàn bộ lĩnh hội về sau, hắn mới tiếc núi rời đi. Không có cách, hắn chỉ lĩnh hội đến tầng thứ bảy, còn có mấy tấm họa không có triệt để lĩnh hội xong, không cách nào thông qua bình chướng tiến vào tầng thứ tám. Lý Hằng tiếp tục tham ngộ, không chế họa đạo càng ngày càng nhiều. Tầng thứ tám, 88 bức. Làm lĩnh hội xong 88 đầu họa đạo về sau, Lý Hằng trung quanh thân thể phóng xuất ra càng thêm sáng trói họa đạo thần quang. Một vài bức thần dị bức tranh tại trung quanh thân thể hiển hiện. Nhìn qua, tựa như là hắn quấn tại tiên họa bên trong. Họa đạo đại thành. Ha ha. Lý Hằng ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình phi thường vui vẻ. Tám tháng, lĩnh hội 88 bức bích họa, không chế 88 đầu họa đạo. Hiện tại, ta họa đạo cảnh giới, rốt cục tăng lên tới đại thành. Đại thành về sau. Lý Hằng có thể phát động Thánh Huyết Thương Long 6 thành lực lượng, thi triển võ kỹ tăng lên 30 lần uy lực. Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể chống được Thương Long tiên quyền. Lý Hằng tại Hỗn Nguyên trong tiên cảnh, có tuyệt đối quyền lên tiếng. Tăng lên Họa đạo, quả nhiên là chính xác. Đây là cho đến trước mắt, tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Còn thừa lại hơn 3 tháng thời gian, Hỗn Nguyên tiên cảnh liền muốn mở ra. Trước không lĩnh hội Họa đạo, toàn bộ tiên họa hành lang tổng cộng có 110 bức tiên họa. Đã tìm hiểu 88 bức, còn thừa lại 22 bức. Muốn đem họa đạo cảnh giới lần nữa tấn thăng, cần khống chế 300 đầu họa đạo. Kém quá nhiều. Dù là đem nơi này còn lại toàn bộ lĩnh hội, cũng vô pháp tăng lên cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, không bằng đi tăng lên chút đừng thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Hằng rời đi tiên họa hành lang, vừa vặn đụng phải cấm địa bên ngoài Lý Văn Trạch. Lý Hằng, ngươi sao lại ra làm gì? lý văn trạch nghi ngờ dò hỏi cách hắn rời đi cũng chưa qua đi thời gian quá dài ta đã đem họa đạo cảnh giới tăng lên tới đại thành bây giờ chuẩn bị tu luyện chút đừng lý hằng nói ra nhanh như vậy lý văn trạch trong lòng vạn phần cảm khái tám tháng mà thôi liền đem họa đạo cảnh giới tăng lên tới đại thành tiêu chuẩn loại tốc độ này đoán chừng trong lịch sử tuyệt đối không có cái thứ hai cũng không tưởng tượng ra được còn có ai có thể siêu việt lý hằng tốc độ trở về hảo hảo tu luyện đi như là lúc nào muốn muốn tiếp tục tham ngộ tùy thời có thể đến nay lý văn trạch nói ra đa tạ các chủ lý hằng hơi xúc động thân phận của mình thật sự là dùng quá tốt nếu là phổ thông tộc nhân muốn nhiều lần tiến vào tiên họa hành lang cần làm ra rất lớn cống hiến mới thành đúng lý văn trạch nghĩ đến chuyện nào đó bỗng nhiên vỗ ót một cái hai năm sau họa tiên di tích sẽ mở ra không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia Họa Tiên di tích bên trong có thật nhiều họa đạo bảo vật. Nếu là có thể từ đó thu hoạch được một chút, sẽ hưởng thụ vô tận. Giống như là Tiên Họa Hành Lang, liền là một vị tiền bối, tại Họa Tiên bên trong di tích lấy được bảo vật. Thả ở trong tộc, để rất nhiều hậu bối được âm, họa đạo thực lực tăng lên rất nhanh. Với lại, Họa Tiên bên trong di tích còn có không thiếu cường đại họa tiên truyền thừa. Lấy lý hàng tư chất, muốn từ đó thu hoạch được một chút rất dễ dàng. Đương nhiên là có hứng thú lý hằng nghe được họa tiên di tích về sau hai mắt tỏa sáng tiên họa hành lang chỉ có thể đem họa đạo tăng lên tới cảnh giới đại thành liền không có cách nào tiếp tục tăng lên tiếp đó muốn phát động càng nhiều thánh huyết thương long lực lượng liền muốn khống chế càng nhiều họa đạo hiển nhiên họa tiên di tích là cái rất không tệ thăm dò địa điểm nói không chừng thăm dò một lần có thể lần nữa tăng lên cảnh giới vậy thì tốt đến lúc đó họa tiên di tích mở ra lúc ta sẽ mời ngươi cùng một chỗ tham gia Lý Văn Trạch vừa cười vừa nói, hắn tin tưởng có Lý Hằng tồn tại, lần này thăm dò di tích lúc, lý ra nhất định có thể đủ rực rỡ hào quang. Thiên Nguyên Các. Lý Hằng ngồi trong sân, đem hệ thống không gian mở ra, lấy ra kiếm cốt thần dịch. Trước đó quá bận rộn cảnh giới tu luyện, đối kiếm đạo nhu cầu độ không cao, ngược lại là đem kiếm này cốt thần dịch đem quên đi. Bây giờ, chuẩn bị tại Hoang Thiên cổ giới tu luyện kiếm đạo, trước đem kiếm này cốt thần dịch cho dùng xong. Thay kiếm thần cốt có chút không dễ nghe. Tăng lên tới đại đạo thần cốt về sau, danh tự này liền nên sửa lại à. Lý Hằng chỉ là xong cái tên này, liền muốn đưa nó tăng lên một cái. Đem một bình kiếm cốt thần dịch mở ra, toàn bộ dung nhập vào lồng ngực thái kiếm thần cốt bên trên. Một bình thần dịch tiêu hao sạch sẽ, thái kiếm thần cốt chỉ là bị bao khỏa khoảng một phần năm. Còn cần bốn bình, liền có thể đem thái kiếm thần cốt thăng cấp. Trước đó đánh dấu thời điểm, tổng cộng thu hoạch được 19 bình kiếm cốt thần dịch, lần này chỉ là thăng cấp một viên thần cốt, khẳng định đủ. Lại đem bốn bình kiếm cốt thần dịch mở ra, toàn bộ dung nhập thái kiếm thần cốt bên trên. Toàn bộ thái kiếm thần cốt, bị kín một tầng kim sắc cao trạng vật, nhìn qua tựa như là bọc một tầng chi sĩ, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Ông, kiếm cốt khẽ run lên, hấp thu kiếm cốt thần dịch. Đau đớn kịch liệt cảm giác, từ lồng ngực chỗ chuyển đến. Lý hàng cắn chặt răng, không chế thái kiếm thần cốt, dung hợp những này thần dịch. Cứ như vậy, kiếm cốt bản chất đang nhanh chóng thăng hoa. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 330, ông, làm kiếm cốt hấp thu tất cả thần dịch về sau, bộc phát ra sáng chói thần quang. Trên trời cao, vỡ ra một đầu dài đến vạn trượng khe hở. Một thanh to lớn bảo kiếm, từ trong cái khe bay ra. Lý Hằng có thể cảm nhận được, bảo kiếm bên trên có phi thường đáng sợ kiếm đạo khí tức. Đây cũng là đến từ thần vực thần kiếm quả nhiên không phải hoang thiên cổ giới tiên kiếm có thể so. Cũng không biết khi nào mới có thể đánh dấu thu hoạch được một thanh thần kiếm. Đến lúc đó, nương tựa theo thần kiếm, nhất định có thể tại hoang thiên cổ giới ngày càng ngạo mễ. Đại đạo kiếm thần xương, có được này xương bất luận cái gì kiếm đạo pháp tắc, ở trước mặt ngươi đều không thể nào ẩn trốn. Nhìn thấy cái tên này, Lý Hằng cười rất vui vẻ. Rốt cục không phải thái kiếm thần cốt. Về sau tuyệt đối không làm thái giám. Bây giờ ta năm cái họa đạo thần cốt đều đã tấn thăng làm đại đạo, lần nữa thi triển họa kiếm thuật, lại nên có gì biến hóa. Lý Hằng trước đó tự chế một môn kiếm pháp, đem họa đạo cùng kiếm đạo dung hợp, bộc phát ra càng thêm uy lực khủng bố. Môn này kỹ nghệ, có thể tại hoang thiên cổ giới phát dương quang đại. Tại Hỗn Nguyên Tiên cảnh mở ra trước trong khoảng thời gian này, Lý Hằng dự định đem kiếm pháp cũng hơi tăng lên một cái. Bằng không, ánh sáng là dựa vào lấy quyền pháp đối địch, rất có thể lâm vào bị động. Đi tiên kiếm phong nhìn xem tiên kiếm phong lý gia hậu phương có một tòa dốc đứng sơn phong dựng thẳng đứng ở đó như cùng một chuôi sắc bén đại bảo kiếm trên đỉnh núi có một tòa to lớn đại điện bởi vì hai bên vách núi phi thường dốc đứng cùng thẳng đứng không khác cho nên muốn đi lên đỉnh núi phải dùng phi hành phương thức lý hằng đằng vân giá vũ rơi vào tiên kiếm trên đỉnh đi vào tiên kiếm cửa đại điện một vị sau lưng gánh vác lấy tiên kiếm nam tử trung niên đã tại cửa ra vào chờ đợi người này chính là phong chủ lý kim xây lý kim xây nhìn thấy lý hằng về sau từ trên xuống dưới dò xét một phen trong ánh mắt có rõ ràng vẻ tán thưởng lý hằng từng tại trường sinh giới lấy một tay cao thâm mà chắc kiếm đạo đánh vỡ vạn cổ cực cảnh đạt tới vạn cổ tri đỉnh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm lúc trước lý hằng sáng lập vạn cổ tri đỉnh đơn giản trở thành trong miệng mọi người thần thoại mặc dù cái kia ngộ kiếm bảng chỉ là tiểu thiên thế giới nhưng độ khó khăn không chút nào thua ở hoang thiên cổ giới tiên kiếm bảng. Lý Hằng, ta đã đợi đợi ngươi lâu ngày, không nghĩ tới thành tiên đem gần 3 năm, ngươi mới đến ta cái này tiên kiếm phong. Lý Kim xây khẽ lắc đầu, chẳng lẽ lại là bởi vì trướng mắt cái này tiên kiếm phong. Hắn đã sớm dự liệu được Lý Hằng sẽ đến, lại không nghĩ tới tới muộn như vậy. Phi thăng hoang thiên cổ giới về sau, cái thứ nhất tu luyện lại là quyền pháp. Cái này không phải liền là đang lãng phí tốt đẹp kiếm đạo tư chất sao. Ta làm sao lại trướng mắt cái này tiên kiếm phong? Lý Hằng nhạt nhạt nở nụ cười. Chẳng qua là vừa phi thăng hoang thiên cổ giới, nhục thể của ta thực lực tăng lên rất nhanh, cho nên liền không có tu luyện kiếm đạo. Ân. Lý Kim xây nghiêng đi nửa người, tiện tay hướng phía sau chỉ đi. Đi theo ta, đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một môn tốt nhất kiếm pháp. Cái này. Lý Hằng có chút kinh ngạc. Cái này còn chưa tới đâu, kiếm pháp đều đã sắp xếp xong xuôi, xem ra vị phong chủ này thật sự là bức thiết muốn để hắn gia nhập tiên kiếm phong à. Lý Kim xây ở phía trước dẫn đường, hai người đi ngang qua đại điện, cũng không có đi vào, cuối cùng đi đến tiên kiếm phong sau nhai chỗ. Sau nhai phía trên, có một tòa tinh xảo tầng hai lầu các. Mây mù phiêu phù ở lầu các bốn phía, tốt một bộ tiên khí phiếu miểu dáng vẻ. Tại trên lầu chót, có cái đài quan trắc kiến trúc, nhìn qua giống như là dùng để quan sát một thứ gì đó. Lý Kim xây dừng ở lầu các phía trước, cũng không lập tức đi lên ta vì ngươi chuẩn bị kiếm pháp ngay ở chỗ này. Nơi này, Lý Hằng tả hữu quan sát, cũng chưa phát hiện có gì có thể dùng tới tu luyện kiếm pháp. Phong chủ, chẳng lẽ môn này kiếm pháp muốn tại trong lầu các lĩnh hội? Cũng không phải. Lý Kim xây chỉ về đằng trước lầu các. Cái này lầu các một tầng là trống không, bên trong chỉ có cái bàn trà. Ngươi muốn học tập kiếm pháp, ở phía trên quan tinh đài. Quan tinh đài. Nghe được ba chữ này về sau, biết cái này quan tinh đài tuyệt đối không đơn giản. Phong chủ, có thể hay không trước giới thiệu cho ta một cái bộ kiếm pháp kia. Ân. Lý Kim xây chỉ vào toàn bộ lầu các. Năm đó, ta tại một chỗ kiếm đạo trong di tích lịch luyện, trong lúc vô tình đụng phải tòa này quan tinh đài. Leo lên đi về sau, ở buổi tối quan trắc tinh tượng, cảm nhận được mênh mông vô biên kiếm đạo chi lực. Lúc kia ta mới giật mình phát hiện, cái này đài quan trắc lại là dùng để lĩnh hội một môn kiếm pháp. Mà bộ kiếm pháp kia, tên là Thiên Diễn Thái Kiếm Thuật, Lý Hằng nghe được cái tên này về sau, biểu lộ dần dần ngưng kết. Đương nhiên, không phải là bởi vì bộ kiếm pháp kia quá mức bá đạo, mà là bởi vì cái này danh tự quá không may mắn, thẩm nghĩ, ta vừa đem Thái kiếm thần cốt để thăng làm đại đạo kiếm thần xương, thoát ly thái kiếm hàng ngũ. Kết quả, ngươi lại cho ta cứ vậy mà làm một môn thái kiếm thuật. Cái này còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Lý Hằng ngẩng đầu, có chút lúng túng nói ra, cái kia ta có thể hay không không học bộ kiếm pháp kia. Không thành. Lý Kim xây tận tình thuyết phục, ngươi có chỗ không biết, bộ này thiên diễn thái kiếm thuật, chính là đỉnh cấp tiên giai kiếm pháp. Tổng cộng có một ngàn chiêu. Ngươi như có thể đưa nó tìm hiểu ra đến, đủ để cho ngươi dùng đến đại đế cảnh giới. Tiên giai kiếm pháp, năng lượng cao nhất đủ đạt tới ngàn chiêu. Bộ kiếm pháp kia, thuộc về cấp cao nhất, nếu là học được, sẽ hưởng thụ vô tận. Lý ra cũng có chút đừng kiếm pháp, tối đa cũng liền 900 chiêu mà thôi, còn lâu mới có được bộ này thiên diễn thái kiếm thuật cường. Tốt à! Nghe xong lời nói này, Lý Hằng Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đã bộ kiếm pháp kia có thể đạt tới 1.000 chiêu, học tập giá trị vẫn là rất cao. Vậy liền để ta thử một chút, như không cách nào tìm hiểu ra đến, thì nên trách không được ta. Lý Kim xây vỗ một cái thật mạnh Lý Hằng bả vai. Cái này thái kiếm thuật thích hợp nhất ngươi tới tu luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm hiểu ra tới. Lê lý Hằng kiếm đạo tư chất, khẳng định có thể tìm hiểu ra bộ kiếm pháp kia chân lý. Cái gì gọi là thái kiếm thích hợp nhất ta? Lý Hằng liếc mắt, đối với cái này kiếm pháp danh tự, thật sự là im lặng. Liền là ý tứ kia, này thái kiếm, không phải kia thái giám. Lý Kim kiện cười nhạt một tiếng, bộ kiếm pháp kia tuyệt đối cùng trong cung thái giám không có quan hệ gì. Tốt à. Lý Hằng căn cứ muốn luyện liền luyện mạnh nhất kiếm pháp thái độ, hay là chuẩn bị thử nhìn một chút bộ kiếm pháp kia đã có cái thiên diễn hai chữ khẳng định có lấy bất phàm uy lực lý kim xây giải thích nói bây giờ sắc trời còn sớm kiếm pháp muốn đến tối tinh thần dày đặc lúc mới tham ngộ ngộ chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi cái kia lý hàng bụng ủng ục ục kêu vài tiếng tiên kiếm phong có cái gì đặc sắc mỹ thực dù sao các loại cũng là các loại trước ăn chút đồ vật à tự nhiên là có lý kim xây ống tay áo bãi xuống mấy cái thon dài như là dưa leo trái cây xuất hiện trên mặt đất. Đây là tiên kiếm phong đặc sản, tiên kiếm quả, ăn về sau có thể trong thời gian ngắn gia tăng kiếm đạo ngộ tính. Đã ngươi đói bụng, cái kia thì lấy đi ăn đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 331, Lý Hằng đem tiên kiếm quả cầm lấy, dùng ống tay áo xoa xoa phía trên đất mặt, cắn một cái. Kết, thịt quả thanh thúy ngon miệng, nương theo lấy một cỗ ngọt chất lỏng, hương vị coi như không tệ đem thịt quả nuốt đến trong bụng, một cỗ tinh thuần kiếm đạo lực lượng từ thịt quả bên trên phóng xuất ra. Một cỗ cảm giác mát rượi, bay thẳng não hải, tinh thần vì đó rung một cái. Đối với kiếm đạo cảm ngộ, tăng lên một tia cũng không phải là rất nhiều. Nếu như phổ thông kiếm tu, ăn trái cây này về sau, gia tăng kiếm đạo ngộ tính sẽ rất nhiều. Mà Lý Hằng, bởi vì kiếm đạo tư chất quá kinh khủng, loại trái này mang tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tuyệt đại đa số liền nếm thử hương vị thôi ăn xong ba cây tiên kiếm quả thì ở đỉnh núi bên trên nghỉ ngơi. Mặt trời lặn phía tây, một vòng trăng tròn từ phía trên bên cạnh chậm rãi dâng lên, sáng tỏ đầy sao hiển hiện ở trong trời đêm. Lý Kim xây đem trên sân thượng phong ấn giải khai, hai người xuyên qua kim sắc bình chứng về sau, leo lên quan tinh đài. Cái này, Lý Hằng ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, trong lúc nhất thời ngây dại. Vừa rồi, tại quan tinh đài phía dưới ngắm nhìn bầu trời. Sao lúng đốm đầy trời, ở dưới bóng đêm lộ ra cực kỳ bé nhỏ, cũng không có cỡ nào lóa mắt. Thế nhưng, leo lên quan tinh đài về sau. Trên trời tinh thần sáng chói chói mắt, mênh mông tinh hà, bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng dẫn dắt, đang chậm rãi vận chuyển. Lý Hằng đắm chìm trong tinh dưới sông, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, như là một hạt bụi. Trước đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mênh mông tinh hà. Cái này quan tinh đài, tuyệt vật phi phàm. Đồng dạng tinh không, tại trên đài xem sao nhìn, có ngày đêm khác biệt nếu là không có cái này quan tinh đài đem không cách nào lĩnh hội thiên diễn thái kiếm quyết lý kim kiện chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói ra bình tâm tĩnh khí cẩn thận cảm ngộ thiên diễn thái kiếm quyết liên giấu tại phiến tinh không này hạ chư bỏ cần muốn cường hoành kiếm đạo tư chất bên ngoài cảm ngộ bộ kiếm pháp kia còn cần khống chế thôi diễn tinh không năng lực dưới tình huống bình thường lĩnh hội kiếm pháp hơn phân nửa đều là tại cái nào đó bia đá hoặc là trên tảng đá đen kiếm pháp giấu tại tinh thần bên trong, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Không chỉ cần phải cường đại kiếm đạo ngộ tính, còn cần quan chắc, thôi diễn tinh thần năng lực. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cái này quan tinh đài, Lý Kim Kiện đã được đến năm thời gian ngàn năm, tiên kiếm phong có vô số đệ tử đến đây lĩnh hội. Mạnh nhất cũng liền có thể đem bộ kiếm pháp kia tìm hiểu ra 300 thức mà thôi. Không đơn thuần là kiếm pháp khó có thể lý giải được, liền ngay cả tinh tượng cũng vô pháp suy nghĩ. Cho nên, lý kim kiện liền đem tất cả hy vọng ký thác vào lý hằng trên thân thẩm mỹ lý hằng tinh tượng thôi diễn năng lực có lẽ không mạnh nhưng là kiếm đạo của hắn tư chất bất phàm nói không chừng có thể xuất hiện kỳ tích đâu lý hằng ngước đầu nhìn lên tinh không ý thức đắm chìm trong mênh mông trong tinh hà đột nhiên bên trái tinh hà động ở nơi đó vậy mà ẩn giấu đi một tia kiếm ý rất nhanh liền bị hắn bắt được đây là kiếm chiêu quá huyền ảo cho dù là thức thứ nhất huyền ảo trình độ cũng xa không phải bình thường kiếm pháp có thể so sánh được. Lý Hằng bắt được thức thứ nhất kiếm chiêu, ý thức nhìn chằm chằm trên trời tinh thần. Dựa theo tinh thần vận chuyển quỹ tích, thôi diễn một chiêu này kiếm pháp xu thế. Đột nhiên, tinh thần vận chuyển quá mức huyền ảo, Lý Hằng vậy mà không cùng bên trên, bỏ lỡ lĩnh hội kiếm pháp cơ hội. Cái này, mới thức thứ nhất mà thôi. Qua khó khăn à. Bộ kiếm pháp kia, có thể so với lúc trước lĩnh hội vạn cổ ngộ kiếm bia, muốn khó hơn nhiều hiếm thấy nhất điểm ở chỗ quỷ dị khó lường tinh thần bên trên. Đối với tinh thần thôi diễn năng lực không mạnh, đem rất khó lĩnh hội bộ kiếm pháp kia. Dù là hắn kiếm đạo tư chất đủ tốt, cũng chính là so với người bình thường nhiều một ít cơ sở. Bắt đầu tìm hiểu đến vẫn là phi thường khó khăn. Lý Hằng tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát lấy trên trời chậm rãi vận chuyển tinh thần. Một lát sau, lần nữa cảm ngộ đến tinh thần bên trong có kiếm đạo lực lượng hiển hiện. Càng để cho người giật mình là, lần này kiếm chiêu xuất hiện địa phương, vậy mà không phải ở bên trái mặt mà là xuất hiện ở mặt phải hai cái địa phương khác nhau bày ra đều là chiêu thứ nhất kiếm pháp không thể nghi ngờ là cho lĩnh hội kiếm pháp tăng lên rất nhiều độ khó bộ kiếm pháp kia quỷ dị khó lường nếu là có thể tìm hiểu ra đến địch nhân đem rất khó bắt kiếm pháp của ta chiêu thức lý hằng hiện tại đã biết bộ kiếm pháp kia chỗ cường đại trong lòng có loại khát vọng mãnh liệt nhất định phải đem bộ kiếm pháp kia học được đến lúc đó thực lực của mình đem sẽ có biến hóa long trời lở đất Siêu, mặt phải tinh thần có chút di động, kiếm đạo chưa thức hiển hiện. Lý Hằng cẩn thận quan sát lấy quỹ tích của ngôi sao. Có thể mấy hơi thở về sau, tinh thần vận chuyển quá mức huyền ảo, hắn lại mất đi đối tinh thần thôi diễn năng lực, không cách nào đem một chiêu này lĩnh hội. Cái này, quá khó khăn. Từ khi kiếm đạo tư chất tăng lên, hắn tu luyện kiếm đạo, một mực là xuôi gió xuôi nước, gặp đến bất kỳ kiếm pháp, không được bao lâu thời gian liền có thể tìm hiểu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này khó mà suy nghĩ tình huống chủ yếu là tinh thần di động quỷ dị khó lường rất khó nắm lấy xem ra muốn lĩnh hội bộ kiếm pháp kia chỉ là có được kiếm đạo tư chất là còn thiếu rất nhiều còn cần tăng lên một chút tinh thần thôi diễn năng lực lý hằng lúc trước chưa từng có tăng lên qua phương diện này thực lực muốn làm sao tăng lên mới tốt các loại sau này trở về nghiên cứu một chút hắn nghĩ kỹ đêm nay trước ở chỗ này lĩnh hội trời trời sáng tinh thần biến mất, lại trở về nghĩ biện pháp tăng lên. Cứ như vậy, Lý Hằng đắm chìm trong sáng chói trong tinh hà. Bên trái, ách, không có. Mặt phải, phía dưới, làm sao biến mất nhanh như vậy? Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Chân trời một vòng ngân bạch sắc, tinh thần quang mang, dần dần ảm đạm. Lý Hằng hai mắt nhìn chòng chọc vào mấy khỏa tinh thần, đi theo tinh thần vận chuyển quỹ tích, từ từ thôi diễn kiếm pháp chiêu thức. Ba cái hô hấp, Năm cái hô hấp, 10 cái hô hấp. Trước đó, chỉ là có thể đi theo tinh thần thời gian mấy hơi thở, liền mất đi tinh thần vận chuyển quỹ tích, không cách nào tiếp tục tham ngộ kiếm pháp. Lần này, có lẽ là một đêm tích lũy, hậu tích bạc phát. Tại thời điểm mấu chốt nhất, triệt để bạo phát đi ra. 12 cái hô hấp. Lý Hằng con mắt, toàn bộ hành trình đi theo tinh thần vận chuyển, thuận lợi bắt được toàn bộ kiếm pháp quỹ tích. Chính là như vậy. Trở thành. Thiên diễn thái kiếm thuật thức thứ nhất. Một đêm cố gắng, rốt cục đem thức thứ nhất lĩnh hội. Đây tuyệt đối là hắn học qua hiếm thấy nhất một bộ kiếm pháp. Dòng dã một đêm thời gian, chỉ lĩnh hội thức thứ nhất. Dựa theo loại tốc độ này tới nói, muốn đem trọn vẹn kiếm pháp toàn bộ lĩnh hội, làm sao cũng phải mấy trăm năm thời gian, thậm chí càng càng lâu. Thức thứ nhất, chỉ là đơn giản nhất một thức. Tinh thần diễn hóa lực lượng, chỉ là một chút da lông mà thôi. Theo kiếm pháp chiêu thức tăng lên, Tinh thần diễn hóa quá trình sẽ càng ngày càng phức tạp. Ngươi học được thức thứ nhất." Lý Kim kiện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Hắn còn tưởng rằng Lý Hằng muốn phải học được thức thứ nhất, muốn một gần hai tháng. Tại Tiên kiếm trên đỉnh, phần lớn người lĩnh hội đều là thời gian này. Thật không nghĩ tới, chỉ là một đêm, liền đem thức thứ nhất tìm hiểu ra đến. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ, tập 332, ân. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Tốc độ này rất chậm à. Dù sao đây chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Tốc độ cứ như vậy chậm. Phía sau chiêu thức, càng không biết muốn khi nào mới có thể học được. Không chậm, ngươi đã coi như là mau. Lý Kim kiện thổn thức nói. Lĩnh hội thời điểm có cảm giác gì? Lý Hằng cào phía dưới, nói. Tinh thần vận chuyển lúc, có thể rất vui vẻ nhận ẩn chứa trong đó kiếm đạo chi lực. Con mắt theo sau, cũng rất khó đem tinh thần vận chuyển quỹ tích hoàn chỉnh bắt được lý kim kiện sau khi suy nghĩ một chút nói ra ngươi có thể rất nhanh bắt được kiếm đạo vận chuyển là bởi vì kiếm đạo của ngươi tư chất bất phàm rất nhiều người chỉ là bắt được kiếm đạo vết tích liền cần thời gian rất lâu muốn từ đó thôi diễn tinh thần vận chuyển quỹ tích tiêu tốn thời gian liền sẽ dài hơn cho nên nói lý hằng tại kiếm đạo trên cơ sở cao hơn người khác đồng dạng một đêm hắn có thể cảm nhận được nhiều lần hơn kiếm đạo vết tích cho nên lĩnh hội tốc độ muốn so với người bình thường mau hơn rất nhiều hiện tại đã trời đã sáng, không cách nào quan trắc tinh thần, lúc buổi tối lại đến lĩnh hội. Lý Kim Kiện có chút tiếc hận nói. Cái này thiên diễn thái kiếm thuật, tu luyện chỉ có thể ở ban đêm. Chỉ là điểm này, tốc độ liền so lĩnh hội đừng kiếm pháp phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá, bộ kiếm pháp kia uy lực cực mạnh, xa so với kiếm pháp thông thường mạnh hơn nhiều. Tiêu hao lại nhiều thời gian tu luyện cũng đáng được. Ân. Lý Hằng đột nhiên chú ý tới, trên đài xem sao có đạo nội hàm tồn tại, trong lòng không khỏi vui mừng. Đêm qua, vừa leo lên quan tinh đài, liền bị đầy trời tinh thần hấp dẫn, lực chú ý toàn đều tập trung ở phía trên, cũng không chú ý tới đạo ẩn. Lần này đánh dấu sẽ thu hoạch được cái gì? Có thể hay không cùng kiếm pháp có quan hệ? Trong lòng mặc niệm đánh dấu hai chữ. Ken, ngài tại quan tinh đài đánh dấu, thu hoạch được xem sao đồng một cái. Ban thưởng tăng lên ba 000 lần, thu hoạch được thiên diễn thần đồng một đôi. Cái này một cái còn thành lý hằng không nghĩ tới đánh dấu ban thưởng vậy mà lại cho một con mắt cái này nếu là thả một cái tại trong mắt tương đương trở thành độc nhãn long còn tốt ban thưởng tăng lên ba lần một cái biến thành một đôi còn tấn thăng làm thiên diễn thần đồng nhắm mắt lại ý thức tạm thời tiến vào hệ thống không gian trên trời nổi lơ lửng một đôi viên cầu trong con ngươi có tinh thần quang mang đang loại lên lý hằng nhìn chằm chằm trong đó một con mắt nhìn lại ông ý thức lại bị hấp dẫn đến mênh mông trong tinh hà, đầy trời tinh thần, đang chậm rãi xoay tròn. Có một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, tồn tại ở trong tinh hà. Thiên diễn thần đồng bất luận cái gì bí mật, tại thần đồng phía dưới, đều không thể nào ẩn trốn. Có thể mượn trợ thần đồng, thôi diễn thiên cơ, tinh thần quỹ tích, chiêu thức quỹ tích. Xin chú ý, nó không cách nào quan trắc đến quần áo phía dưới mặc chính là cái gì, nhưng là có thể suy đoán ra, ngày mai sẽ mặc cái gì. Xin đừng nên dùng nó tới làm một chút vi phạm đạo đức sự tình. Lý Hằng liếc mắt. Ta là cái loại người này à? Nếu là sư phụ có lẽ sẽ, ta chắc chắn sẽ không. Cái này thần đồng, quả thực là thôi diễn kiếm pháp lượng thần định chế. Đợi lát nữa sau này trở về, liền đem cái này thần đồng dung hợp, thử nhìn một chút hiệu quả đến cùng cái dạng gì. Nói không chừng, nương tựa theo thần đồng, lĩnh hội kiếm pháp tốc độ sẽ nhanh đến cất cánh. Phong chủ, ta đi về trước. Ân, buổi tối hôm nay ta chờ người. Thiên nguyên các. Lý Hằng ngồi tại trong tiểu viện, đem hai cái thần đồng lấy ra dung hợp thần đồng cùng trong mắt chậm rãi dung hợp lại cùng nhau con mắt vừa chua lại trướng khóe mắt còn có vết máu không ngừng chảy ra dung hợp quá trình xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thống khổ rất nhiều lý hằng cắn răng kiên trì lấy trong lúc đó không có hừ ra một tiếng cố gắng khống chế thần đồng dung hợp cứ như vậy quá khứ năm ngày thời gian thần đồng rốt cục cùng nguyên bản con mắt dung hợp lại cùng nhau trên gương mặt có hai đầu khô cạn vết máu, nhìn qua tựa như là chảy huyết lệ, phi thường làm người ta sợ hãi. Con mắt mở ra, con ngươi thanh tịnh trong suốt, cùng nguyên bản không khác. Thiên diễn thần đồng. Vù vù. Trong đôi mắt hiện ra tinh hà cảnh tượng. Nếu như chằm chằm liếc trong mắt nhìn lại, nhất định sẽ bị hấp dẫn đến thế giới đặc thù bên trong, nhìn thấy bốn phía có tinh hà đang chậm rãi di động. Lý Hằng hướng về mấy con con rồi bay lượn nhìn lại. Đặt ở bình thường hắn cũng có thể quan trắc đến con rùi quỹ tích bay, dễ dàng đem con rùi bắt. Dù sao thực lực còn tại đó, chỉ là tốc độ, liền có thể chém giết con rùi mấy chục ngàn lần. Thiên diễn, ông, thần đồng khẽ run lên. Trong mắt hắn, con rùi phi hành quỹ tích đã bị hắn nhẹ nhõm thôi diễn đi ra. Liền ngay cả tốc độ phi hành cũng biến thành phi thường chậm chạp. Một đầu hư tuyến xuất hiện tại con rùi trên thân. Sau một khắc, hư tuyến động, tại vây quanh trên trời, lung tung bay múa hư tuyến càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều. một trăm vòng, ba trăm vòng, một ngàn vòng, nay một ngàn vòng đều là con rùi tiếp xuống phi hành quỹ tích. liền ngay cả con rùi rơi ở nơi nào đều có thể thôi diễn đi ra, khôi phục. lý Hằng đem thiên diễn năng lực thu hồi, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú lên con rùi. trong mắt hắn, con rùi bắt đầu dựa theo vừa rồi thôi diễn đi ra quỹ tích phi hành. 10 vòng, trăm 100 vòng, một ngàn vòng không sai chút nào. Đây chính là thiên diễn thần đồng chỗ lợi hại. Quả nhiên đủ mạnh. Dưới tình huống bình thường, Lý Hằng đích thật là có thể dự đoán ra con rùi quỹ tích bay. Nhưng cũng chỉ là có thể đoán trước đến một chút mà thôi, có thể theo dựa vào tốc độ, đưa nó chém giết. Nhưng là, tuyệt đối không cách nào dự đoán ra hoàn chỉnh một vòng phi hành quỹ tích. Càng đừng đề cập một ngàn vòng. Thiên diễn thần đồng có thể bắt được con rùi trạng thái, đến thôi diễn tiếp xuống hành động. Ngoại trừ con rùi bên ngoài, còn có thể thôi diễn ra địch nhân võ kỹ thi triển quỹ tích tinh thần vận chuyển quỹ tích nếu là có được thiên cơ chi lực hiểu được thuật bói toán còn có thể dùng thiên diễn thần đồng mà tính khỏe hiệu quả nhưng so sánh không có có mắt mạnh hơn rất nhiều lần lý Hằng vuốt vuốt nở con mắt liền là vừa rồi thôi diễn con rồi phi hành cái này một hồi lực lượng thần hồn tiêu hao rất nhiều lấy hắn bây giờ có được thần hồn tới nói thôi diễn một lát liền không cách nào sử dụng năng lực này thần đồng quá mạnh liền là tiêu hao lực lượng thần hồn hơi nhiều ta trước mắt thần hồn còn không có tu luyện qua thần hồn chỉ chính là lực lượng linh hồn theo cảnh giới tăng lên thần hồn sẽ tự mình trở nên càng ngày càng mạnh cũng có thể tu luyện một loại nào đó công pháp đến để thần hồn trở nên càng mạnh xa so với không tu luyện cường rất nhiều lần tiếp đó có thể tìm môn tu luyện thần hồn công pháp đem thần hồn ngươi tăng lên một cái thi triển thiên diễn thần đồng thời gian sẽ càng lâu không đơn thuần là vì thôi diễn tinh thần vận chuyển, dù là cùng địch nhân giao chiến, thần đồng có thể thôi diễn ra địch nhân võ kỹ vận chuyển, từ đó tìm tới quỹ tích, đem chiêu thức tùy tiện hóa giải. Chỉ cần trong chiến đấu vận dụng thật tốt, lý hằng thực lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Có cái này thần đồng, tiếp xuống đi Hỗ Nguyên Tiên cảnh, khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Thẳng đến lúc này, cuối cùng là có đủ để tự vệ thực lực. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 333 Lý Hằng ngồi tại trên mặt ghế đá, tiện tay lấy ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch, Đế hồn tiên điển, đây là một môn tu luyện linh hồn công pháp. Ban đầu ở trường sinh giới, liền tu luyện qua ban đầu 10 tầng. Hiện tại, đi vào hoang thiên cổ giới về sau, có thể tu luyện phía sau tầng 9, đối ứng tiên nhân 9 cái cảnh giới. Nếu là đem đệ nhất trọng tu luyện xong, có lực lượng thần hồn đủ để cùng nhân tiên cảnh giới chống lại. Đơn thuần dựa vào thần hồn chống lại tiên nhân, cùng luyện thể không sai biệt nhiều bất quá còn cần phối hợp với một môn thần hồn đến thi triển hồn kỹ trước tu luyện mấy tầng đến lúc đó thi triển thiên diễn thần đồng kéo dài thời gian sẽ dài hơn dù sao ban ngày cũng không cách nào lĩnh hội kiếm pháp lý hằng chuẩn bị ban ngày tăng lên thần hồn ban đêm lĩnh hội kiếm đạo giữa hai bên cũng không chỉ hoãn phục dụng đan dược tu luyện tương đối nhanh như là dựa theo bình thường phương pháp tu luyện cần vận chuyển công pháp đến hấp thu giữa thiên địa ẩn chứa lực lượng linh hồn còn lâu mới có được trực tiếp sử dụng đan dược, hấp thu hồn lực đến nhanh. Lý Hằng theo tay vừa lộn, lấy ra một bình tiên hồn đan. Tiên hồn đan, nhất phẩm tiên đan, ẩn chứa phi thường nồng đậm hồn lực, thích hợp dùng để hấp thu tăng lên thần hồn. Đem miệng bình nghiêng, đổ ra một viên tròn vo tiên hồn đan. Có to bằng nắm đấm trẻ con. Nồng đậm linh hồn khí tức tùy theo tản ra. Lý Hằng vừa mới chuẩn bị đem viên đan dược này hấp thu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đúng để tham nhi hỗ trợ soát quét một cái, viên đan dược này hiệu quả đem tăng lên rất nhiều. Dù sao tham nhi bút lông, cách mỗi một ngày thời gian, liền có thể khôi phục mọng nước. Một ngày có thể soát 10 cái, hiệu quả cũng là không tệ. Tham nhi Tham nhi xuất hiện tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn thấy cái viên kia tiên hồn đan về sau, nước bọt thuận khóe miệng chảy xuôi mà ra. Cha, là muốn cơm khô đến sao? Làm gì cơm? Lý Hằng liếc mắt, tiểu gia hỏa này nhìn thấy đan dược, hèm trùng lại phạm vào. Dùng ngươi thần sâm bút lông, cho cái này mai tiên đan đến cái xoa bóp. Đến lúc đó ban thưởng ngươi một viên. Tham nhi nghe được ban thưởng một viên tiên hồn đan, hai con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Khanh khách, ta thích nhất cho đan dược xoa bóp. Đem thần sâm bút lông lấy ra, bưng lấy một viên tiên hồn đan, thận trọng lau sạch lấy. Trái xoát xoát, phải xoát xoát. Tiên hồn đan, biến lớn. Lý hàng nhìn chằm chằm tiên hồn đan nhìn lại, đạt được phụ trợ nhắc nhở. Đại tiên hồn đan, tựa hồ đã trải qua một loại nào đó thoải mái xoa bóp, nó trở nên bành trướng bắt đầu. Lại sót một hồi, tiên hồn đan từ to bằng nắm đấm trẻ con, biến thành trái bưởi lớn nhỏ. Cực lớn tiên hồn đan, nó bành trướng, cũng thay đổi mạnh. Lúc này, tham nhi đem thần sâm bút lông cầm lên, đình chỉ xoa bóp. Cha, hiện tại đã là cực hạn của nó, lại xoa bóp xuống dưới, sẽ vỡ ra. Đan dược vỡ ra, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Mỗi loại đan đạo, đều có tăng lên cực hạn. Lý Hằng nhìn chằm chằm đan dược nhìn lại, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Vừa rồi cái này mai tiên hồn đan, chỉ là nhất phẩm tiên đan. Kinh lịch tham nhi xoa bóp, từ nhất phẩm tấn thăng đến tứ phẩm, vượt qua rất lớn. Nhị phẩm tiên đan ẩn chứa hồn lực, ít nhất là nhất phẩm hồn đan 4, gấp 5 lần nhiều. Tam phẩm chí ít cũng phải là 2, 30 lần. Tứ phẩm tiên đan hiệu quả, so nhất phẩm tiên đan cao hơn gấp trăm lần. Cứ như vậy một lát, một viên tiên đan biến thành một bình tiên đan mới có đến hồn lực, tham nhi loại năng lực này quá mạnh. Tham nhi, biểu hiện được không sai, còn có 9 cái, tiếp tục. Lý Hằng lại từ trong bình đổ ra 9 cái tiên hồn đan, để ở một bên trên bàn đá. Tham nhi nhu thuận cầm lấy một viên, dùng thần tham gia bút lông nhẹ nhàng lau sạch lấy. Chỉ chốc lát, 9 cái tiên hồn đan, toàn bộ tấn thăng làm cực lớn tiên hồn đan. Lý Hằng đối với hệ thống đặt tên năng lực, không dám lấy lòng. Bất quá, Danh tự cái gì không quan trọng, chỉ cần hiệu quả đủ mạnh, cái kia là có thể. Ây, cho người một viên. Đem bên trong một viên cực lớn tiên hồn đan giao cho tham nhi, đây là vừa rồi ước định cẩn thận ban thưởng. Cha tốt nhất rồi, cơm khô, cơm khô. Tham nhi vui vẻ đem cực lớn tiên hồn đan cầm lấy, dùng sức cắn một cái, ngồi ở bên cạnh, vui vẻ ăn bắt đầu. Tiểu gia hỏa này, cùng với Lý Hằng lâu, học được không thiếu đặc thù từ ngữ. Lý Hằng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm lấy một viên cực lớn tiên hồn đan nâng ở lòng bàn tay dựa theo đế hồn tiên điển phương pháp tu luyện phóng xuất ra một cỗ hấp lực đem hồn trong nội đan ẩn chứa hồn lực chậm rãi hút vào não hải hiệu quả rất không tệ cực lớn tiên hồn đan tăng lên không chỉ là hình thể biến lớn liền ngay cả hồn lực tinh thuần độ cũng mạnh gấp mấy chục lần nếu là hấp thu nhất phẩm hồn đan cần đem bên trong hồn lực tinh luyện mới có thể dung nhập não hải mở rộng thần hồn thế nhưng là hấp thu tứ phẩm hồn đan không cần tinh luyện liền có thể đem hồn lực trực tiếp dung nhập não hải. Tốc độ nhanh, hiệu quả cường. Đây cũng là thần sâm bút lông cho viên đan dược này mang tới hiệu quả. Trong đầu, thần hồn hình thái là một cái đen xì đoàn trạng vật. Theo hồn lực dung nhập, thần hồn trở nên càng lúc càng lớn. Lấy loại này xu thế tới nói, không bao lâu, cảnh giới liền có thể tăng lên. Ba canh giờ qua đi, một viên cực lớn tiên hồn đan tiêu hao sạch sẽ, Lý Hằng lấy ra mặt khác một viên, tiếp tục tù luyện. Tiên kiếm phong, Lý Kim kiện ngồi ở phía sau nhai nham thạch bên trên, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Sáu ngày, Lý Hằng làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ lại là bởi vì Thiên Diễn Thái Kiếm quyết rất khó khăn lĩnh hội mà từ bỏ? Hắn phải thừa nhận, muốn lĩnh hội bộ kiếm pháp kia, đích thật là so kiếm pháp thông thường khó rất nhiều lần. Thay cái 900 chiêu kiếm pháp, Lý Hằng đoán chừng không dùng đến thời gian mấy năm, liền có thể tìm hiểu năm 600 thức. Mà bộ này Thiên Diễn Thái Kiếm quyết học tập một trăm thức liền phải năm, thời gian 6 năm. Mặc dù chiêu thức quỷ dị khó lường, địch nhân khó mà chống đỡ, là kiếm pháp bên trong cấp cao nhất, nhưng tu luyện quá chậm, liền là bộ kiếm pháp kia nhược điểm. Có chút tâm tính không đủ kiên định người, biết học tập bộ kiếm pháp kia khó khăn, liền sẽ chùn bước, lựa chọn tu luyện đừng kiếm pháp. Ai? Chẳng lẽ nói, Lý Hằng mặc dù có cường hoành kiếm đạo tư chất, tâm tính lại không đủ kiên định. Cái này mới tu luyện một ngày thời gian liên triệt để từ bỏ môn này kiếm pháp nếu thật là dạng này vậy ta là nhìn sai rồi hoàng hôn xuống phía tây sắc trời dần dần tối xuống một vòng nửa huyền nguyệt từ phía trên bên cạnh dâng lên lý kim kiện vẫn không có nhìn thấy lý hằng thân ảnh trong cơn tức giận phất tay áo mà đi đúng lúc này chân trời một đạo soái khí thân ảnh lái bạch vân chậm rãi rơi vào sau nhai vị trí nhìn kỹ lại không phải lý hằng là ai kim xây phong chủ ta trước mấy ngày có một số việc liên chậm trễ mấy ngày. Lý Hằng dung hợp Thiên Diễn Thần Đồng, tổng cộng dùng 5 ngày thời gian. 3 ngày lại tại tăng lên thần hồn, tu luyện đế hồn tiên điển. Cho nên vào buổi tối mới chạy đến. Ân. Lý Kim Kiện nhìn thấy Lý Hằng, trong lòng thở phào, bất quá trên mặt biểu lộ vẫn là có chút lạnh ý. Hắn thấy, nếu như Lý Hằng mỗi lần tu luyện kiếm pháp đều lấy có việc đến từ chối, thường thường đến lần trước, khi nào mới có thể đem bộ kiếm pháp kia triệt để học xong. Đoán chừng trước 100 thức Liên phải dùng tới thời gian mười mấy năm Mới có thể triệt để tìm hiểu ra đến Cùng dạng này lãng phí thời gian Còn không bằng không học Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm Có vạn cổ Tập 334 Lý hàng lần nữa leo lên quan tinh đài Mênh mông tinh hà Tùy theo hiển hiện Cái này quan tinh đài có cái quy luật Nếu là đem thức thứ nhất học xong Đứng ở phía trên quan sát Liên có thể nhìn thấy thức thứ hai kiếm pháp Căn cứ tinh thần diễn hóa Thôi diễn xuất kiếm pháp xu thế lý hằng ngẩng đầu hướng về tinh không nhìn lại cho dù trước đó thăm một lần vẫn là bị tinh không mênh mông rung động bên trái mười mấy mai tinh thần hiện ra kiếm đạo trì lực lý hằng liền vội vàng đem ánh mắt chuyển tới lấy tự thân thôi diễn năng lực đến quan sát tinh thần rất nhanh liền mất đi tinh thần quỹ tích bỏ lỡ một cơ hội quả nhiên không thành thiên diễn thần đồng phải dùng thần hồn xúc động mới có thể phát động hiệu quả mặt phải mười mấy mai tinh thần chậm rãi di động Lý Hằng lần nữa đem con mắt chuyển tới. Thiên diễn. Ông, trong con mắt, hiện ra minh mông thiên diễn thần lực. Cái kia quỷ dị khó lường tinh hà, tại trong mắt phảng phất có một loại quy luật. Mà hắn, có thể tùy tiện đem những này quy luật tìm ra, từ đó bắt được kiếm pháp vận chuyển quỹ tích. Mười mấy mai tinh thần chậm rãi di động, trong đó ghi lại kiếm pháp thức thứ hai quỹ tích. Mới vừa rồi còn không cách nào bắt quỹ tích, tại trong mắt trở nên vô cùng đơn giản. Lý Hằng không cần suy tư, liên có thể nhìn ra cái này mấy cái tinh thần tiếp xuống biết di động ở đâu cứ như vậy thức thứ hai kiếm chiêu tại thần đồng bên trong diễn hóa chưa thức rõ ràng sáng tỏ không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói thậm chí lý hằng có thể căn cứ cái này mấy cái tinh thần quy luật thôi diễn ra tiếp xuống kiếm chiêu nên sẽ có dạng gì xu thế quá đơn giản chỉ là nhìn một lần nương tựa theo cường hoành kiếm đạo tư chất rất nhẹ nhàng liền đem thức thứ hai khống chế dựa theo nguyên bản đoán chừng một thức này ít nhất phải học tập 2-3 ngày mới có thể học xong. Hiện tại chỉ dùng trong nháy mắt. Đủ để thấy, thiên diễn thần đồng phối hợp với đại đạo kiếm thần xương có gì loại đáng sợ uy lực. Thôi diễn tinh thần quỹ tích, thiên diễn thần đồng tiêu hao lực lượng thần hồn, xa so với nhìn con rùi cao hơn nhiều. Lấy tinh thần lực của hắn, không có cách nào kiên trì quá lâu. Ân. Lý Kim Kiện nhìn về phía Lý Hằng, trong mắt có nghi hoặc. Luôn cảm giác, ở trên người hắn có cỗ lực lượng thần bí hiển hiện. hiện nhưng lại nói không rõ ràng cỗ lực lượng này đến từ cái gì có thể hay không cảm giác ta bị sai hiện tại lý hằng tựa hồ tiến nhập một loại nào đó lĩnh hội trạng thái cho nên hắn không có lên tiếng quấy dày các loại sau khi kết thúc lại hỏi thăm tốt lý hằng lĩnh hội thức thứ hai con mắt hướng về phải phía trước tinh không rời đi tại hắn dự đoán bên trong chiêu thứ ba kiếm pháp tiếp xuống sẽ xuất hiện tại những này tinh thần bên trong thả lúc trước chỉ có tinh thần hiển hiện kiếm đạo lực lượng mới có thể có phát hiện để con mắt theo tới bắt. Hiện tại, có thể sớm dự đoán, đều là thần đồng cường hoành hiệu quả. Quả nhiên, tại con mắt chuyển tới về sau, tinh thần chậm rãi di động, nương theo lấy kiếm đạo quỹ tích, hiển hiện tại trong tầm mắt. Cứ như vậy, dễ dàng tìm tới thức thứ ba, cũng đem quỹ tích của nó ghi xuống. Thức thứ ba, nhìn một lần về sau, thuận lợi học được. Làm học được một thức này, trong tinh hà hiển hiện, sẽ là thức thứ tư. Mỗi người tại trên đài xem sao nhìn thấy tinh hà, tất cả đều là không giống nhau, giống như là bên cạnh lý kim kiện nhìn thấy tinh thần quỹ tích chính là ba trăm thức, một lần liên sẽ có trên trăm mai tinh thần đi theo di động, lĩnh hội độ khó có thể nghĩ, thức thứ ba học được về sau tinh thần hiển hiện số lượng tại một chút xíu gia tăng, từ ban đầu mấy cái tinh thần từ từ gia tăng đến mười mấy mai, hai mươi mấy mai, số lượng càng nhiều, lĩnh hội độ khó càng cao, thiên diễn thần đồng thôi diễn tiêu hao thần hồn cũng càng nhiều. Lý Hằng nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm tinh hà. Thức thứ tư, thức thứ bảy, thức thứ mười. Tổng cộng quá khứ thời gian một chén trà, Lý Hằng thủy chung trợn tròn mắt, quan sát đến tinh thần di động. Cứ như vậy, học được mười vị trí đầu chiêu kiếm pháp. Lúc này, con mắt vừa chua lại trướng, còn có loại sắp xé rách cảm giác. Trong đầu thần hồn, cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hắn biết, hiện tại nên dừng lại. Như tiếp tục đẩy diễn tiếp, con mắt sẽ đổ máu, thậm chí lưu lại ám thương. Thân hồn cũng sẽ triệt để khô kiệt, cho não hải mang đến nhất định ảnh hưởng. Lý Hằng nhắm mắt lại, ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Hơi hòa hoãn về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Kim Kiện. Phong chủ, ta hôm nay đã học xong, ngày mai lại tiếp tục. Để thân hồn khôi phục, thời gian một ngày thuận tiện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng có thể để thần hồn lần nữa tăng lên một chút. Kim Thiên học xong. Lý Kim Kiện bỗng nhiên sững sờ. Lời này có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi Kim Thiên học tập như thế một hồi, liền phải trở về. Trước đó lần kia, Lý Hằng tốt xấu còn học tập một đêm thời gian. Lần này, chỉ là thời gian một chén trà công phu, có thể học được cái gì. Đoán chừng thức thứ hai sẽ ở vị trí nào hiển hiện, còn không có tìm được quy luật đâu. Ân, lần này thời gian tu luyện mặc dù ngắn, thu hoạch lại rất nhiều, ta cần muốn đi về nghỉ một cái, điều chỉnh tốt trạng thái, đêm mai lại đến. Lý Hằng thanh âm có chút hư nhược nói ra. Ta nhìn, Lý Kim kiện mặt lạnh lấy, thanh âm bên trong có rõ ràng tức giận. Ngày mai ngươi cũng không cần đến. Hắn xem như biết. Lý Hằng nói cái gì đi về nghỉ, cái kia chính là lấy cớ. Khẳng định là cảm thấy thiên diễn thái kiếm quyết rất khó khăn, cho nên nội tâm lùi bước, không muốn tốt tốt tu luyện. Cái này mới tu luyện thời gian một chén trà, có thể có cái gì mệt. Cho ăn bể bụng là con mắt có chút mỏi mệt thôi, tự thân cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ta, Lý Hằng bất đắc dĩ thở dài, phong chủ, ngươi đây là hiểu lầm ta không phải là không muốn học mà là kim thiên tiêu hao không thiếu thần hồn không có cách nào tiếp tục tham ngộ thời gian một chén trà ngươi có thể có cái gì tiêu hao lý kim kiện tâm bên trong phi thường nổi nóng nói chuyện cũng nghiêm khắc bắt đầu ngươi nếu không muốn học thiên diễn thái kiếm quyết quên đi không cần lãng phí ngươi thời gian của mình còn có thời gian của ta đi thong thả không tiễn nói xong câu đó hắn hất lên ống tay áo giận đùng đùng đi ra trong lòng đối với Lý Hằng ấn tượng tốt, hoàn toàn biến mất. Trước đó, còn cho rằng Lý Hằng kiếm đạo tư chất bất phàm là luyện kiếm hạt sống tốt. Muốn để bộ kiếm pháp kia, tái hiện tại nhân gian, nhất định phải dựa vào Lý Hằng mới thành. Ai nghĩ đến, lúc này mới gặp hai lần mặt, liền phát hiện Lý Hằng tâm trí không kiên, không có chút nào tại kiếm đạo đi xuống nghị lực cùng quyết tâm. Loại người này, tuyệt đối không khả năng trên kiếm đạo đi bao xa. Lý Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ này thiên diễn thái kiếm quyết rất mạnh, thật sự là hắn là muốn học. Xem ra, hiện tại muốn bộc lộ tài năng để phong chủ nhìn xem, hắn cũng không phải là nói cái gì lời nói dối. Nghĩ tới đây, tiện tay lấy ra một thanh tiên kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, vạch ra quỷ dị khó lường quỹ tích. Một chiêu này kiếm pháp lơ lửng không cố định, nhìn như chém giết địch nhân, lại tại thời khắc mấu chốt điểm, dịch ra một cái quỷ dị độ cong, hướng về địch nhân một cái khác yếu hại chém tới. Thiên diễn thái kiếm quyết. Thức thứ nhất. Chiêu thứ nhất, Liên cực kỳ huyền ảo, như là địch nhân không có phòng bị, sẽ bị một kiếm này chém giết. Đây là đang làm cái gì? Lý Kim Kiện cảm nhận được đằng sau có lực phong dũng động, lại không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 335, Lý Kim Kiện không có chút nào quan tâm Lý Hằng thi triển chiêu thức. Cái này không phải liền là thiên diễn thái kiếm quyết chiêu thứ nhất à? Ngày đó Lý Hằng liền đã học xong, Kim Thiên dùng đến cũng không có gì tốt ly kỳ. Cho nên, vẫn là đi lên phía trước, dự định rời đi nơi này. Về sau, dù là Lý Hằng muốn học tập bộ kiếm pháp kia, xin hắn cũng sẽ không đem quan tinh đài mở ra. Loại này không có nghị lực người, không xứng học tập bộ kiếm pháp kia. Thế nhưng, khi hắn lại đi vài bước về sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cảm thụ được hậu phương gào thét kiếm khí. "Diu, đây là Thiên Diễn Thái Kiếm Quyết, thức thứ hai." Hắn học xong dựa theo suy đoán của hắn lý hằng muốn đem một chiêu này học được làm sao cũng phải có cái ba năm ngày thời gian đây là căn cứ lý hằng ngày đó biểu hiện suy tính mà đến làm sao cũng không nghĩ ra lý hằng vừa rồi chỉ là dùng thời gian một chén trà liền đem thức thứ hai học xong loại biểu hiện này tuyệt đối có thể dùng kỳ tài để hình dung chẳng lẽ lại mới vừa rồi là ta hiểu lầm hắn lý kim kiện triệt để đem bước chân dừng lại trong đầu nghĩ đến một chuyện khác có lẽ Lý Hằng tại vừa rồi cái kia một thời gian uống cạn chung trà bên trong, đem thức thứ hai lĩnh hội, thần hồn hao tổn có chút nhiều. hô Lý Hằng chiêu thứ hai thi triển xong, trường kiếm trong tay vẫn không có ý dừng lại, xét qua quỹ tích huyền ảo, bốc lên chiêu thứ ba. Một chiêu này, quỹ tích càng thêm huyền ảo, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Biến hóa đường lối, khoảng chừng ba cái. Như là địch nhân bắt được cái thứ nhất con đường, mũi kiếm có thể tùy thời cải biến quỹ tích, lấy đầu thứ hai quỹ tích lần nữa di động công kích cái thứ hai yếu hại. Hai cái toàn đều bắt được, không quan hệ, cái này chiêu thứ ba, còn có cái thứ ba biến hóa. Lần nữa cải biến quỹ tích, vẫn là có thể công kích yếu hại. Đây chính là thiên diễn thái kiếm quyết điểm mạnh. Công hắn yếu hại, không chết cũng phải trở thành thái giám. Địch nhân khó mà suy nghĩ một chiêu này quỹ tích thực sự, sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Thứ, chiêu thứ ba. Lý Kim Kiện bỗng nhiên xoay qua thân, hướng về Lý Hằng phương hướng nhìn lại, thấy được càng để cho người khiếp sợ một màn. Lý Hằng thức thứ ba thi triển xong, trường kiếm trong tay vẫn là không có dừng lại, xẹt qua một đạo càng thêm quỹ tích huyền ảo, hướng về một bên khác chém tới. Thức thứ tư. T. Lý Kim Kiện hít sâu một hơi. Hắn là làm sao làm được. Một thời gian uống cạn chung trà, lĩnh hội bốn thức kiếm pháp. Bởi vì kiếm chiêu quỷ dị, quá mức huyền ảo, một chiêu lại so một chiêu khó. Lĩnh hội thời gian cũng là cấp số nhân tăng lên. Ngắn ngủi bốn thức, dựa theo hắn suy tính lý hằng làm sao cũng phải học tập thời gian nửa tháng mới có thể khống chế làm sao cũng không nghĩ ra lúc này mới thời gian một chén trà lý hằng liền tìm hiểu ba chiêu ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm lý hằng động tác trong tay vẫn là không có ngừng thức thứ năm thức thứ bảy thức thứ mười hô trường kiếm hướng về phía trước một chạm mũi kiếm quỹ tích tại ngắn ngủi một nháy mắt biến hóa năm lần một chiêu này bên trong dấu dếm năm loại biến hóa địch nhân càng thêm khó mà suy nghĩ, 8 9 phần 10 sẽ bị đánh trúng, căn bản không pháp chống đỡ. T. Lý Kim kiện hít vào 7, 8 thanh khí lạnh, phổi kém chút nổ. Nếu không phải thân là tiên nhân, cái này hút mấy cái khí, liền phải một mệnh ô hô. 10 chiêu. Ta che trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Hằng tại trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đem bộ kiếm pháp kia tìm hiểu 10 chiêu. Dựa theo nguyên bản phỏng đoán, Lý Hằng muốn học được chiêu này, làm sao cũng phải hai ba tháng thời gian. Lý Kim Kiện phi thường kích động đi qua, ôm Lý Hằng bả vai, âm thanh run rẩy nói ra: ngươi là làm sao làm được? Thời gian một chén trà học tập chín chiều. Lý Hằng cười nhạt một tiếng, nói: trong mấy ngày này ta học được một môn thôi diễn tinh thần công pháp, cho nên lĩnh hội tốc độ tương đối nhanh. Công pháp bên trong đích thật là có này chủng loại đừng, chỉ bất quá tương đối hiếm thấy. Hắn cũng không có lộ ra thiên diễn thần đồng dự định, cho nên liền dụng công pháp để che giấu một cái. Những cái kia thôi diễn tinh thần công pháp bên trong, thi triển bắt đầu, trong mắt hiện ra tinh thần, cũng là bình thường tình huống. Cho nên nói, loại này giải thích rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Trời ạ, à, ngươi lại còn có mạnh mẽ như vậy công pháp. Lý Kim kiện vạn phần cảm khái. Những năm gần đây, hắn đã từng tìm kiếm loại công pháp này, lại chưa từng có tìm tới qua. Về sau, chỉ có thể mình đi học tập một chút xem sao thuật, trợ giúp thôi diễn tinh thần vận chuyển phương pháp. Còn muốn lấy các loại lý hằng nhập môn về sau dạy hắn một chút xem sao thuật ai nghĩ đến người ta không chỉ có học được còn đặc biệt cường lý hằng à mới vừa rồi là lão phu hiểu lầm ngươi lý kim kiện xấu hổ cúi đầu xuống có chút không dám nhìn thẳng lý hằng con mắt sớm biết dạng này còn làm mà vừa giận dỗi rời đi đâu không có chuyện gì lý hằng cũng biết phong chủ là vì tốt cho hắn cho nên cũng không có nhiều suy nghĩ gì cái kia ngươi mau đi về nghỉ đi khôi phục thật là thần hồn ngày mai lại tới tu luyện kiếm pháp. Lý Kim Kiện nói xong, từ trong ngực lấy ra mấy bình ngọc. Ta chỗ này có chút khôi phục thần hồn đan dược, ngươi cầm lấy đi phục dụng, rất có ích lợi. Mấy cái này bình ngọc, thế nhưng là hắn chân tàng đan dược, bình thường mình đều không nỡ dùng. Lại bởi vì Lý Hằng ngộ kiếm tốc độ, toàn đều đem ra. Hắn thấy, Lý Hằng đem chọn bộ kiếm pháp tìm hiểu ra đến, xa so với những đan dược này giá trị cao. Không cần, ta chỗ này có khôi phục đan dược. Lý Hằng cự tuyệt về sau, rời đi tiên kiếm phong. Trở lại thiên nguyên các, tiếp tục sử dụng cực lớn tiên hồn đan, tăng lên hồn lực. Tại tăng lên đồng thời, tiêu hao hồn lực cũng sẽ tự mình khôi phục. Cứ như vậy, ban ngày tu luyện hồn lực, ban đêm lĩnh hội kiếm pháp, rảnh rỗi thời gian hấp thu tiên đan, tăng lên cảnh giới. Trong nháy mắt, đã vượt qua 3 tháng. Một ngày này, Lý Hằng leo lên quan tinh đài, lần nữa thi triển thiên diễn thần đồng. Mênh mông tinh hà tại trong mắt không thể nào ẩn trốn. Ba thời gian uống cạn chung trà quá khứ, lại từ trong tinh hà quan trắc đến ba chiêu kiếm pháp. Ba tháng, không gián đoạn tu luyện đế hồn tiên điển, đã từ lúc mới bắt đầu nhất trọng, tu luyện tới tam trọng giai đoạn trước. Thi triển thiên diễn thần đồng, có thể kiên trì ba chén trà nhỏ thời gian, có tăng lên cực lớn. Bất quá, ba chén trà nhỏ thời gian, tại trong tinh hà lĩnh hội, chỉ là ba chiêu kiếm pháp. Chủ yếu là theo kiếm pháp chiêu thức tăng lên, diễn hóa tinh thần số lượng càng ngày càng nhiều ngay từ đầu chỉ có mấy khỏa hiện tại đã có trên trăm khỏa diễn hóa càng nhiều thời gian càng chậm lĩnh hội trong đó kiếm pháp càng khó khăn bất quá so với không có thiên diễn thần đồng thời điểm loại tốc độ này đã thật nhanh lý kim kiện gặp lý hằng kết thúc lĩnh hội vội vàng dò hỏi thế nào lần này lĩnh hội mấy chiêu ba chiêu lý hằng thanh âm hư nhược nói ra thần hồn tiêu hao về sau trạng thái tinh thần sẽ kém bên trên rất nhiều bất quá còn tốt về đi tu luyện một hồi liền có thể khôi phục. Không sai. Lý Kim Kiện một phút dâu dê, khắp khuôn mặt là ý cười. Ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng ba tháng, đem bộ kiếm pháp kia lĩnh hội 400 chiêu, tốc độ quá nhanh. Giống như là hắn, từ khi đạt được quan tinh đài, liền kiên trì lĩnh hội. Hơn 4.000 năm quá khứ, chỉ là lĩnh hội đến 300 chiêu mà thôi. Còn không bằng Lý Hằng 3 tháng lĩnh hội. Đoán chừng không ra 3 năm năm, Lý Hằng liền có thể đem bộ kiếm pháp kia triệt để học được. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 336, 400 chiêu. Lý Hằng cảm giác 3 tháng qua, kiếm pháp thực lực tăng lên khá nhiều. Trước đó tu luyện thương long tiên quyền, cũng là có được 400 chiêu. Đang thi triển thời điểm, thiên diễn thái kiếm quyết 400 chiêu, tuyệt đối so với thương long tiên quyền 400 chiêu còn mạnh hơn nhiều. Với lại, vẫn là thương long tiên quyền, dung hợp hai thành thánh huyết thương long tình huống dưới. Có thể nghĩ, bộ kiếm pháp kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không hổ là thiên diễn thái kiếm quyết, hiện tại thực lực của ta có biến hóa long trời lở đất. Thanh huyết thương long mặc dù mạnh, nhưng có lần số hạn chế, chỉ có thể phát động 5 lần, sau đó liền muốn khôi phục 3 ngày thời gian mới có thể lần nữa thi triển. Mà kiếm pháp không giống nhau, chỉ cần cầm trong tay tiên kiếm, liền có thể tùy thời thi triển. Phối hợp cường đại tiên kiếm, thi triển bộ kiếm pháp kia sẽ thành hắn mạnh nhất át chủ bài. Lý Hằng, ngươi lập tức liền muốn đi vào Hỗn Nguyên Tiên cảnh. Lý Kim kiện tâm bên trong phi thường lo lắng Lý Hằng tình huống. Chuyến này hung hiểm, bằng không vẫn là chớ đi. Chờ ngươi đến hạ cái 30 năm, lại tiến vào tiên cảnh, đem sẽ an toàn rất nhiều. Ta nghe nói, quân gia nhằm vào hỗn nguyên tiên cảnh, làm không số ít thự, rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Trong đoạn thời gian này, quân gia góp nhặt không dưới 50 mai hỗn nguyên lệnh bài. Các loại tiên cảnh mở ra, khẳng định sẽ có không thiếu quân gia tộc nhân, cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó, đối với Lý Hằng tới nói, đem cấu thành uy hiếp cực lớn. Phong chủ yên tâm, ta có trường mực. Lý Hằng vì tiến vào hỗn nguyên tiên cảnh, cũng làm không thiếu chuẩn bị. Họa đạo cảnh giới tăng lên tới đại thành, thánh huyết thương long có thể kích phát sáu thành lực lượng. Dù là gặp được đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, cũng có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, còn có tổ long kim giáp, lực phòng ngự cực mạnh, cũng có thể chống được không thiếu công kích. Hiện tại, lại học được thiên diễn thái kiếm quyết, 400 thức uy lực cực mạnh, địch nhân khó mà chống đỡ gặp được lại nhiều địch nhân, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mạnh nhất là, hắn có được thiên diễn thần đồng, có thể cho công kích của địch nhân, không thể nào ẩn trốn. Còn có ngũ giai thực lực hoàng, nàng đã là ngũ giai đỉnh phong chi cảnh, tương đương với đại la kim tiên đỉnh phong. Lấy nàng hoang cổ huyết mạch, đồng thời đối phó mấy cái đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, đều không nói chơi. Nhiều như vậy át chủ bài chung vào một chỗ, hỗn nguyên tiên cảnh tự nhiên có thể đi thăm dò. Đến lúc đó ở bên trong đánh dấu, khẳng định có thể thu hoạch được không thiếu đồ tốt. Tốt à? Lý Kim kiện thở dài, tại không gian giới bên trên nhẹ nhàng vừa sờ, lấy ra một thanh ngân sắc tiên kiếm. Đây là một thanh thất tinh tiên kiếm, thi triển thiên diễn thái kiếm quyết thích hợp nhất. Ngươi cầm đi đi, nhất định phải bình an vô sự trở về. Thất tinh tiên kiếm, tiên giai trung phẩm. Đối với Lý Kim kiện tới nói, trung phẩm tiên kiếm cực kỳ chân quý. Có không ít tộc nhân dùng vẫn là linh kiếm. Tiên kiếm phong, loại này cấp bậc tiên kiếm, số lượng cũng là không nhiều. Nguyện ý đưa nó lấy ra là bởi vì đối Lý Hằng coi trọng. Đa tạ phong chủ, Lý Hằng còn thật không có loại này bao hàm tinh thần chi lực tiên kiếm, liền đem nó cất vào đến. Đi thôi, Lý Kim kiện trùng điệp vỗ xuống Lý Hằng bả vai, hết thảy hành sự cẩn thận, an toàn đệ nhất. Lý Hằng gật đầu đồng ý về sau, rời đi tiên kiếm phong. Nhã tiên cư, trúc trong đình, một vị thân mặc quần dài trắng nữ tử, trong tay cầm một thanh nát mét, tiện tay rơi tại trong hồ nước. Mấy con kim sắc con cá, từ đáy ao bơi ra, phù ở trên mặt nước, tranh đoạt lấy tiên mét. Lý Hằng, chúng ta lúc nào xuất phát? Lý Thần Hy cho ăn xong cá về sau, quay đầu nhìn về phía trên ghế dài ăn gà nam tử. Ngươi cũng đi hỗn nguyên tiên cảnh. Lý Hằng rõ ràng sững sờ, trong miệng nhưng không có ngừng, vẫn là ngụm lớn nhai lấy thịt gà. Ân. Lý Thần Hy đem một viên lệnh bài lấy ra, tại nam tử trước mặt lung lay mấy lần một viên lệnh bài mà thôi, đối với Lý Gia tới nói, thu thập bắt đầu cũng không khó khăn. Lấy nàng ở trong tộc địa vị, muốn cái gì đều có thể thu hoạch được. Thực lực của ngươi, đi hỗn nguyên tiên cảnh, gặp nguy hiểm à. Lý Hằng cũng không muốn để thần hy đi cùng mạo hiểm. Yên tâm, ta đã là kim tiên đỉnh phong. Lý thần hy dù sao cũng là đại đế chuyển thế, đã từng tu luyện tới đại đế cảnh giới. Tiên khu lại cường hoành phi thường, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có, đột phá bắt đầu mảy may khó khăn đều không có. Nhanh như vậy, Lý Hằng âm thầm líu lưỡi. Một năm qua này, hắn đã từng tu luyện tiên nhân cảnh giới, đến bây giờ cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến thiên tiên mà thôi. Khoảng cách kim tiên còn cách một đoạn. Nếu là hắn chuyên chú vào tăng lên cảnh giới, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Đệ đệ, ngươi phải cố gắng lên, bằng không vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tỷ tỷ đi. Lý Thần Hy đem mái tóc đen nhánh lũng đến bên tai, lộ ra vành tai bên trên tinh xảo hoa cúc bông tai ngươi chỉ là cảnh giới cao hơn ta thực lực có hay không ta mạnh cái kia cũng khó mà nói lý hằng tin tưởng nếu là liều thực lực ai mạnh ai yếu thật đúng là không dễ định đoạt ngươi khẳng định không phải tỷ tỷ đối thủ lý thần hy cười nhạt một tiếng ánh mắt bên trong có phi thường ánh sáng tự tin đã từng thân là đại đế nàng tu luyện qua hứa rất cường hoành tiên giai công pháp võ kỹ tại phàm nhân cảnh giới lúc không thiếu tiên giai võ kỹ đều không cách nào thi triển đi ra dù là có thể thi triển cũng phải có rất lớn hạn chế, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Bây giờ, tiên nhân cảnh giới đột phá đến kim tiên đỉnh phong, thân thể càng ngày càng mạnh, thi triển võ kỹ, cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Lời này ngươi thế nhưng là nói không ít lần. Lý Hằng cầm đùi gà, cắn một miệng lớn, có thể một lần cũng không có thắng nổi. Ngươi, Lý Thần hy khí chống lạnh, lần này ta tuyệt đối không khả năng thua ngươi. Không có tí sức lực nào. Lý Hằng chỉ lo ăn gà, lười nhác cùng cái này càng thua càng hăng thần hy so đo. Đúng, ta muốn nói với ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Lý thần hy ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lý Hằng. Ngươi cũng trưởng thành, tỷ tỷ chuẩn bị nói với ngươi một mối hôn sự. Cái gì? Lý Hằng động tác trong tay ngừng, liền ngay cả trong miệng thịt, cũng quên nhai. Cái này không tốt lắm đâu. Hắn là đi qua hiện đại giáo dục người, loại này đính hôn sự tình, vẫn còn có chút phản cảm. chí ít hai người đến có tình cảm cơ sở à? biết sâu cạn của đối phương mới biết được có thích hợp với mình hay không. Nếu không, tìm cái tính tình không được tốt người, về sau thời gian này cũng không tốt qua. Có cái gì không tốt? Lý Thần Hy lần nữa nhìn về phía đối phương. Tại chúng ta loại này tộc thị bên trong, thường xuyên sẽ cho tư chất tốt tộc nhân giới thiệu việc hôn nhân. Ngươi là chúng ta lý gia thần tử, tự nhiên sẽ có một vị xứng với ngươi nữ tử đến đính hôn. Ngươi có biết bạch hổ thánh địa? Lý Hằng hơi suy tư về sau, thật đúng là nhớ tới như thế cái địa phương đến là kinh long tiên vực bên trong bạch hổ thánh địa cái này bạch hổ thánh địa lịch sử cực kỳ đã lâu nghe nói thành lập thời gian cũng vượt qua một trăm năm so lý ra thành lập thời gian còn phải sớm hơn bên trên một chút bạch hổ trong thánh địa có một vị bạch hổ nữ đế thực lực cực sự mạnh mẽ không sai liền là cái kia lý thần hy gật gật đầu ta muốn giới thiệu cho ngươi việc hôn nhân chính là bạch hổ trong thánh địa bạch hổ thánh nữ trước đó nàng đích xác là có ý tưởng đem bạch hổ nữ đế giới thiệu cho Lý Hằng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, người ta nữ đế thực lực quá mạnh, làm sao có thể để ý Lý Hằng cái này mới ra nhà tranh tiểu tử. Cho nên, cửa hôn sự này chỉ có thể coi như thôi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 337, Lý Thần Hy cùng Bạch Hổ nữ đế quan hệ không ít, là tốt nhất tỉ muội Hồi trước, Lý Thần Hy đi Bạch Hổ thánh địa, đem thân phận cho thấy. Nhưng làm Bạch Hổ nữ đế sướng đến phát rồi rồi. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, nói chuyện bảy ngày bảy đêm trong lúc vô tình lý thần hy nhớ tới là lý hằng giới thiệu việc hôn nhân chuyện này liền đề một câu kết quả bạch hổ nữ đế liền chuẩn bị đem bạch hổ thánh nữ gả cho lý hằng cửa hôn sự này nếu là thật sự kết thành lý gia cùng bạch hổ thánh địa quan hệ sẽ có càng tăng lên thêm một bước đến lúc đó liền là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu lý thần hy cũng hy vọng có thể cùng bạch hổ thánh địa thông gia cứ như vậy nếu là quân gia xâm phạm bạch hổ nữ đế cũng có thể xuất thủ tương trợ đến lúc đó quân gia mang tới làm phức tạp đem giải quyết dễ dàng đối với lý gia tới nói trận này hôn nhân phi thường đáng giá cũng không biết lý hằng có đồng ý hay không cái kia bạch hổ thánh nữ lý thần hy nhìn qua da thịt như tuyết đẹp như tiên nữ thanh âm như như chuông bạc dễ nghe thái dám nhìn đều muốn phục dụng nếp bàn quả tồn tại so với long nhi tới nói không thua bao nhiêu nàng biết lý hằng cùng long nhi sự tình nhưng là, Long Hy dù sao cũng là một vị Long nữ, cho dù có tầng kia quan hệ, cũng vô pháp chân chính cùng Lý Hằng thành thân. Lý Hằng, cửa hôn sự này, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý xuống tới. Lý Thần Hy tận tình khuyên. Bạch Hổ Thánh Địa, có thực lực, so với chúng ta Lý Gia còn phải mạnh hơn một chút. Nếu là có thể mượn cửa hôn sự này, cường cường liên thủ, tại hoang thiên cổ giới, sẽ đi càng thêm ổn thỏa. Quân gia tình huống ngươi cũng biết. Hiện tại, mặc dù có ma tộc kéo dài, nhưng quân gia dù sao cũng là bên trên cổ gia tộc, truyền thừa trăm vạn năm tồn tại, có rất cường đại át chủ bài. Với lại, ta nghe tin tức ngầm, trí trạch tổ đế đã từ thượng cổ di tích trở về. Còn thu được một môn cường đại truyền thừa, thực lực có chỗ tinh tiến. Trước đó, bọn hắn đều coi là trí trạch tổ đế, hơn phân nửa là chết tại thượng cổ di tích. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà không là tử vong, mà là tại bên trong đạt được truyền thừa, thực lực tăng lên không thiếu trí trạch tổ đế cùng hỗn nguyên tổ đế liên thủ khẳng định có thể đem ma tộc áp chế liên tục bại lui ma giới thông đạo sẽ đối quân gia cấu bất thành uy hiếp tiếp đó quân gia liền sẽ lấy tay đối phó lý gia hai vị đại đế đối phó một vị đại đế lý gia rất khó chiến thắng cái gì trí trạch tổ đế trở về lý hằng rõ ràng sững sờ cái này đều không đem hắn nguyền rủa chết mệnh đủ lớn nếu thật là nếu như vậy thông ra sự tình thật đúng là phải thận trọng cân nhắc nếu như bọn hắn cùng bạch hổ thánh địa liên thủ chẳng khác nào có hai vị đại đế cường giả có thể cùng quân gia ngang hàng chí ít sẽ không lâm vào quá mức bị động tình huống thần hy cửa hôn sự này ta sẽ cân nhắc lý hằng cảm thấy mình xem như vận khí đủ tốt gia tộc bình thường dòng dõi đính hôn sự tình đều sẽ từ trưởng bối quyết định hậu bối coi như trong lòng không thích cũng vô pháp thay đổi gì mà hắn có thể có được chính mình lựa chọn quyền lợi không muốn cửa hôn sự này có thể trực tiếp cự tuyệt đã coi như là rất không tệ. Ân, Lý Thần Hy trên mặt tươi cười. Nàng tin tưởng, lấy Lý Hằng tiểu tử này sắc dạng đến xem, kiến thức bạch hổ thánh nữ Mỹ Mạo về sau, nhất định sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Nửa năm sau, bạch hổ nữ đế 130.000 năm đại thọ, ta sẽ tiến về bạch hổ thánh địa, vì nàng chúc thọ. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng đi tham gia thọ yến, cũng tốt thuận tiện nhìn xem bạch hổ thánh nữ. Nếu như Lý Thần Hy không có chuyển thế, tuổi tác cũng liền so bạch hổ nữ đế hơi nhỏ một chút dưới tình huống bình thường muốn tu luyện tới đế cảnh đều muốn mấy vạn năm thời gian trừ phi là gặp được đặc biệt cơ duyên tốt mới có thể so với thời gian này ngắn lý hằng lập tức gật đầu nói có thể vậy ta theo người đi đi bạch hổ nữ đế thích gì ta muốn chuẩn bị cái gì thọ lễ dù sao hắn đại biểu là lý gia lại có thần tử cái này thân phận hai nhà quan hệ lại không sai khẳng định phải chuẩn bị một phần tốt nhất thọ lễ mới có thể đem ra được bạch hổ nữ đế tự nhiên là ưa thích bạch hổ đi lý thần hy nhẹ giọng nói ra vậy đơn giản à lý hằng sờ lên cằm suy nghĩ muốn chuẩn bị một thanh dạng gì cạo lông đao cho phải đây nhất định phải phi thường sắc bén cái chủng loại kia thổi tóc tóc bứt. tiểu tử ngươi đừng nghĩ những cái kia lệch ra nghiêng lý thần hy nhìn thấy lý hằng cái kia cười xấu xa dáng vẻ liền biết nhất định không có cái gì tốt tư tưởng suy nghĩ bảng môn tài đạo đâu ta đương nhiên biết Lý Hằng cũng chính là ngẫm lại cạo lông đao sự tình thôi, không có khả năng thật đưa. Muốn đưa, cũng phải bí mật đưa có phải hay không. Tại trước mặt mọi người, có tổn thương phong hóa. Bạch hổ nữ đế là cái gì huyết mạch? Cổ huyết bạch hổ. Thì ra là thế. Lý Hằng suy nghĩ một chút, có lẽ đưa cái tăng lên huyết mạch đồ vật, cũng là lựa chọn tốt. Hai nhà thật thông ra, bạch hổ nữ đế tăng thực lực lên, lý ra ứng đối quân gia lúc, liền sẽ càng thêm an toàn. Thọ lễ sự tình, trở về lại suy nghĩ suy nghĩ dù sao còn có thời gian nửa năm tốt chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát lý thần hy cũng nghe nói quân gia động tác bất quá nhưng không có đem những đại la kim tiên đó để ở trong mắt có nàng tại lý hằng mức độ nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất cho nên chuẩn bị cùng lý hằng cùng đi một mặt là vì thăm dò hỗ nguyên tiên cảnh một phương diện khác bảo hộ lý hằng ta cùng lý đại tráng còn có đường sở vân ước định cẩn thận cùng lúc xuất phát hiện tại đi để bọn hắn Lý Hằng tiếp xuống tìm tới hai người. Bốn người cùng một chỗ xúc động lệnh bài, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào hỗn nguyên tiên cảnh. Quân gia. Trong đại điện, 50 vị quân gia tộc nhân tụ tập ở chỗ này. Quân bất hối ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, hài lòng gật đầu. Những người này, yếu nhất đều là kim tiên cảnh giới. Có 10 vị tộc nhân, chính là đại la kim tiên cường giả. Mạnh nhất một người, tên là quân đại đao, là một vị đao pháp cường giả, đại la kim tiên đỉnh phong thực lực các ngươi 50 người, tiến vào hỗn nguyên tiên cảnh về sau, muốn cùng một chỗ hành động, không đạt được tán. Tất cả mọi người đều muốn nghe theo quân đại đao chỉ huy. Dù là gặp được cơ duyên, cũng không có thể tùy ý thăm dò, lấy đánh giết Lý Hằng làm chủ. Nghe hiểu chưa? Cái này 50 người, tiến vào hỗn nguyên tiên cảnh, tuyệt đối là một cỗ phi thường thực lực khủng bố. Bất luận kẻ nào, tại đối mặt cái này 50 người tình huống dưới, đều không thể còn sống trốn tới. Để cho an toàn, quân bất hối để cái này 50 người cùng một chỗ hành động, tránh cho bị chia rẽ khả năng. Dạng này, gặp được Lý Hằng, tuyệt đối để hắn chấp cánh khó thoát. Nghe rõ, trong đại điện, 50 người đều nhịp hô lên câu nói này, từ khía cạnh nhìn ra, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, tổ chức tính cực mạnh. Rất tốt. Quân bất hối hài lòng gật đầu, đem Lý Hằng chém giết, mang về thi thể của hắn, các ngươi mỗi cái một người một viên tử kim tiên đan. Tử kim tiên đan, lục phẩm đan dược, đối với những người này tới nói, là phi thường phần thưởng phong phú. Nghe được ban thưởng về sau, những này tộc trong mắt người giấy lên hừng hực đấu trí. Lần này, tuyệt đối sẽ đem lý hằng thi thể mang về. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 338, Hỗ Nguyên Tiên Cảnh, là một mảnh phi thường bao la thế giới. Bên trong tiên khí nồng đậm, dựng dục không thiếu hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cách mỗi ba thời gian 10 năm mở ra một lần. Vận khí đủ tốt, liên sẽ từ bên trong thu hoạch được cơ duyên mỗi một lần hỗn nguyên tiên cảnh đều sẽ mở ra một tháng thời gian có thể ở chỗ này tu luyện cũng có thể thăm dò rộng lớn thế giới bốn bóng người xuất hiện tại khu vực biên giới lý hằng hướng về bốn phía quan sát nhìn thấy không thiếu mới vừa tiến vào tiên nhân chỗ có người tiến vào hỗn nguyên tiên cảnh đều lại ở chỗ này tụ tập nơi này tiên khí rất nồng nặc ít nhất là ngoại giới gấp năm lần trở lên dù là chỉ là tu luyện một tháng cũng đáng bất quá đại bộ phận tiến vào người nơi này hơn phân nửa đều chọn thăm dò mà không phải tu luyện, tìm tới một gốc tiên dược, giá trị xa so với tu luyện một tháng mạnh hơn nhiều. Ngay tại bốn người sau khi xuất hiện, bên cạnh có 10 người, nhìn qua giống như là một cái tộc thị, hướng về lý hằng bên này đi tới. Cầm đầu là một vị cao gầy nam tử, tên là Kim Tử Hiên. Mấy vị, có muốn hay không chúng ta cùng nhau liên thủ, thăm dò Hỗn Nguyên Tiên cảnh. Trong tiên cảnh, không chỉ có cường đại tiên thú, còn có mê huyễn tính cực mạnh trận pháp. Càng nhiều người, hành động bắt đầu càng an toàn. Không được, chúng ta bốn người người là đủ rồi. Lý Hằng hiện tại giai đoạn này chỉ sẽ tin tưởng tộc nhân của mình bất luận cái gì chưa có tiếp xúc qua ngoại tộc người, đều muốn giữ một khoảng cách. Kim Tử Hiên lọt vào cự tuyệt, vẫn là không hề từ bỏ, tiếp tục nói ra. Các ngươi có biết không, lần này hỗ nguyên tiên cảnh mở ra, có thể tiến vào tiên huyễn rừng rậm, bên trong tiên hồn quả thành thục. Tiên huyễn rừng rậm, như là kỳ danh, bên trong là cái mê huyễn tính cực mạnh trận pháp không hiểu được trận pháp người, tùy tiện tiến vào rừng rậm này, liền sẽ bị lạc ở trong đó. Cho dù như thế, mỗi lần hỗn nguyên tiên cảnh mở ra, đều sẽ có người mạo hiểm tiến vào vùng rừng rậm này, chính là bởi vì trong đó tiên hồn quả. Trận đạo cường giả, muốn không chế trận đạo, cần lấy cường hoành hồn lực đến trèo chống. Tiên hồn quả, chính là một loại gia tăng lực lượng thần hồn hiếm thấy trái cây. Cách mỗi trăm năm thời gian, cái quả này mới có thể thành thục một lần. Nói cách khác, hỗn nguyên tiên cảnh mở ra ba lần, mới có thể đụng tới một lần tiên hồn quả thành thục. Bỏ lỡ cơ hội lần này, còn phải lại lần đẳng trên trăm năm thời gian. Tiên hồn quả, hương vị phải rất khá à. Lý Hằng nghe được cái này trái cây, lập tức hứng thú. Tiên huyễn trong rừng rậm đã có thể sinh trưởng trái cây, chắc chắn sẽ có đạo nội hàm tồn tại, có thể dùng đến đánh dấu, thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Cho nên nói rừng rậm này đáng giá đi một chuyến, nhưng không sẽ cùng mấy người này đi. Chúng ta đi thôi, đi trước tiên huyễn rừng rậm. Lý Hằng căn bản không có phản ứng Kim Tử Hiên, quay người liền hướng về phía trước đi đến. Có chút tiền bối thăm dò hỗn nguyên tiên cảnh, nương tựa theo ký ức, phác họa ra một bức bản đồ. Chỉ cần so sánh trong tiên cảnh cảnh vật, liền có thể tìm được rừng rậm vị trí. Đám gia hỏa này, Kim Tử Hiên hảo ý mời, lần nữa lọt vào cự tuyệt, sắc mặt tái xanh. Sau lưng hắn, có một vị bộ dáng nhìn qua rất tinh minh tộc nhân, bù lại. Hiên ca, vị kia khờ đầu khờ não tráng hán, tựa như là lý gia tộc nhân, Trước đó ta gặp qua một lần. Kim Khải nhìn xem mấy người bóng lưng nói ra. Lý gia tộc người. Kim Tử Hiên biểu lộ ngưng trọng bắt đầu. Vị kia tuấn lãng nam tử, có khả năng hay không là Lý Hằng? Rất có thể. Kim Khải lần nữa phân tích một chút. Ta nghe nói, tại thanh diệp tiên châu vạn tiên đại hội bên trên, Lý Hằng lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được thứ nhất. Từ khía cạnh phân tích đến xem, nam tử này hơn phân nửa liền là Lý gia thần tử. Lý Hằng. Lý gia thần tử. Kim Tử Hiên cười lạnh cái này lý hằng thực lực thật không biết có hay không ngoại giới truyền như vậy mơ hồ đợi lát nữa có cơ hội nhất định phải cùng hắn tiếp vài chiêu nhìn xem rốt cục là ai mạnh ai yếu hắn đến từ hoang cổ kim gia đồng dạng là cổ tộc thứ nhất là người đồng lứa bên trong người nổi bật một vị lý gia thần tử trước mắt còn không có để ở trong mắt bốn người tìm tòa núi cao phân biệt dưới phương hướng lý thần hy chỉ vào phải phía trước đại khái bên ngoài mười mấy dặm một chỗ rừng rậm nơi này hẳn là tiên huyễn rừng rậm. Lý Hằng trong tay cầm một phần địa đồ, cẩn thận so sánh về sau, khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai. Đợi lát nữa chúng ta dọc theo con đường này, một mực tiến lên, liền có thể đến tiên huyễn rừng rậm vị trí. Trong mắt hắn, trong rừng rậm khu vực, nổi lơ lửng nồng đậm đạo ẩn. Hiển nhiên là cái đánh dấu nơi tốt. Đánh dấu ban thưởng có lẽ cùng tiên hồn quả có quan hệ. Lý Thần Hy chỉ vào bên trái đằng trước, phía cuối chân trời, có một tòa thẳng thẳng nhập mây núi cao cả tòa núi đều là màu trắng, tựa như là bao trùm tuyết trắng. Mà nàng biết, cái này hỗn nguyên trong tiên cảnh cũng không có cái gì tuyết. Núi nhan sắc trắng bệch là bởi vì một loại hiếm thấy tiên thú. Bên trái ngọn núi này, liền là bạch hổ phong, chúng ta đi xong rừng rậm về sau, có thể lên đi thăm dò một phen. Nghe nói trên ngọn núi này có bạch hổ, có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Hằng cẩn thận dò hỏi. Lâu dài sinh hoạt ở nơi này tiên thú, thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh thậm chí có chút thực lực sẽ vượt qua đại la kim tiên cảnh giới nếu là lung tung thăm dò đụng phải loại này tiên thú vậy liền nguy rồi không có nguy hiểm gì lý thần hy khẳng định cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm ta nghe nói cái kia bạch hổ trải qua một trận đại chiến đã chết tại trên núi rất nhiều năm qua đều không có người thấy nó xuất hiện qua như thế thuận tiện lý hằng nghe nói như thế cuối cùng là yên tâm lại chờ chúng ta đi rừng rậm thăm dò về sau liền đi ngọn núi này nhìn xem, nói không chừng có cái gì tốt bảo bối. Bạch hổ núi, trước đó sinh hoạt bạch hổ, nếu như ký đến, ban thưởng khẳng định cùng bạch hổ có quan hệ. Trước đó còn thảo luận qua, muốn đi bạch hổ thánh địa nhìn xem bạch hổ thánh nữ. Úc, không đúng, là cho bạch hổ nữ đế mừng thọ. Lý Hằng còn chưa nghĩ ra, muốn đưa cái gì thọ lễ tương đối tốt. Vừa vặn đi ngọn núi này nhìn xem, nói không chừng có thể đánh dấu thu hoạch được đồ tốt, dùng để xem như thọ lễ. Hàn thân là lý gia thần tử, nhất cử nhất động đều có rất nhiều người chú ý, lấy ra đồ vật tự nhiên không thể quá rơi khuôn sáo cũ. Xác nhận phương hướng về sau, bốn người hướng về tiên huyễn rừng rậm tiến lên. Không bao lâu, liền đến đến ven rừng rậm. Từ bên trên nhìn lại, vùng rừng rậm này chiếm diện tích cực lớn, nhìn không ra có nguy hiểm gì. Ai cũng không nghĩ ra, trong rừng rậm có cực sự cao thâm huyễn trận. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vây ở trong trận không cách nào thoát thân. Đáng nhắc tới chính là hỗn nguyên lệnh bài khi tiến vào tiên cảnh về sau không cách nào xúc động rời đi tiên cảnh chỉ có tại một tháng sau tiên cảnh sắp quan bế thời điểm tiến vào người mới có thể thông qua lệnh bài rời đi trước lúc này không cách nào sử dụng lý hằng đứng tại rừng rậm bên ngoài nhìn thấy trong rừng rậm đã có chút tiên nhân tại hoạt động những người này tới tốc độ vẫn rất nhanh bất quá mấy vị này trận pháp thực lực cũng không cường tựa như cái không có đầu con ruồi ở nơi đó đi loạn đâu bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 339, tiên huyễn trong rừng rậm, có mấy bóng người, tại vây quanh mấy gốc đại thụ đi vòng vèo. Từ bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra, mấy người này lâm vào huyễn cảnh. Mà trận pháp nội bộ người, lại không hề hay biết. Ta hiểu được trận pháp, đi theo ta à. Lý thần hy tự tin cười một tiếng, chuẩn bị cái thứ nhất dẫn đường. Các ngươi đi theo phía sau của ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Cái này mười vạn năm qua, nàng thường xuyên sẽ nghiên cứu trận pháp hiểu được rất nhiều ngươi dựa vào không đáng tin cậy lý hằng có chút trần trờ đây chính là tiên giai trận pháp mê huyễn tính cực cao hơi không cẩn thận liền sẽ hãm vào trong trận hắn có được thiên diễn thần đồng có thể dùng đến thôi diễn trận pháp tìm ra chính xác nhất hành tẩu lộ tuyến thế nhưng thôi động thần đồng là muốn tiêu hao lực lượng thần hồn hắn chỗ có thần hồn chỉ có thể kiên trì ba chén trà nhỏ thời gian một chén trà tương đương với xuyên qua trước một phút yên tâm đi. Lý thần hy vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm đem bọn ngươi bình yên vô sự đưa đến tiên hồn cây vị trí. Trong rừng rậm có một gốc tiên hồn cây, phía trên mọc ra tiên hồn quả, ẩn chứa phi thường nồng đậm hồn lực, thích hợp dùng để tăng lên thần hồn. Tốt à! Lý Hằng khẽ gật đầu, tạm thời tin ngươi một lần. Thi triển thần đồng là muốn tiêu hao hồn lực, đã Lý Thần Hy hiểu được trận pháp, vậy liền giao cho nàng tốt, cũng có thể tiết kiệm một chút hồn lực. Đi theo ta! Lý Thần Hy hướng về trong rừng cây đi đến. Toàn bộ rừng cây, mỗi cái địa phương đều có huyễn trận. Duy chỉ có tại cái này cửa vào, huyễn trận yếu kém nhất. Cho nên nói, đại bộ phận tiên nhân đều chọn từ nơi này cửa vào tiến vào. Trong rừng rậm sinh trưởng cao mấy chục trượng thương thiên đại thụ, lá cây che khuất bầu trời, khó mà nhìn thấy trên trời mặt trời. Vừa đi vào rừng cây không bao lâu, Lý Hằng cũng cảm giác được bốn phương tám hướng, có rất nồng nặc trận pháp chi lực vận chuyển. Thần Hy, Chúng ta đã tiến vào trận pháp. Ta biết. Lý thần hy chỉ vào bên trái một cái cây. Kỳ thật, nơi này cũng không có cây, mà là một đầu đường nhỏ, phải xuyên qua đi mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ ở tại chỗ xoay quanh. Sau khi nói xong, một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại trên cành cây. Khiến người ngoài ý chính là, ngón tay cũng không có chạm đến cái gì thân cây, mà là trực tiếp từ vỏ cây bên trên xuyên qua. Ta tích mẹ loại. Lý đại tráng sờ lấy trụi lùi sọ não. Thần nữ, ta thật sự là bội phục ngươi. Đây không đáng gì. Lý thần hy cười nhạt một tiếng, trước một bước xuyên qua thân cây. Mặt khác ba người theo sát phía sau. Cứ như vậy, trên đường đi phàm là đụng phải huyễn trận, đều là bị tùy tiện giải quyết. Ba người không có có gì khó, liền đến đến hạch tâm trì địa. Đó là cái rộng rãi đất trống, chỉ có trung ương vị trí, có một gốc cao tới 200 trượng đại thụ che trời. Tán cây che khuất bầu trời, phía trên chiều dài từng mai từng mai như là hạch đào trái cây. Đây cũng là tiên hồn quả. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có ba mười mấy người cũng trước một bước tới chỗ này. Những này đều là hiểu được trận pháp người. Lý Hằng ngẩng đầu, hướng về tiên hồn cây nhìn lại. Trên cây trái cây thật đúng là không thiếu. Làm sao cũng phải có hơn ngàn quả nhiều. Đầu cành bên trên treo trái cây, có lớn có nhỏ, chênh lệch rất lớn. Trước mắt gần nhất một viên, treo ở đầu cành phía dưới vỏ ngoài phát vàng, mặt ngoài mấp mô, che kín vết lõm, tựa như là lột vô lại hạch đào. Trái cây này cùng lớn chừng hột đào không sai biệt nhiều. Cái này mai là trăm năm tiên hồn quả. Lý Hằng rất nhanh liền đưa nó nhận ra đến. Hơi dựa vào phía trên một điểm, có một viên lớn hơn gấp đôi tiên hồn quả, nhan sắc cũng muốn càng sâu một chút. Cái này mai là hai trăm năm tiên hồn quả. Lại hướng lên một điểm, treo một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây. Cái này mai là 300 năm tiên hồn quả. Nghe được Lý Hằng lời nói về sau, Lý Đại Tráng gãi gãi trụi lùi sọ não, nghi ngờ dò hỏi. Thần tử, ta nhớ kỹ, tiên hồn cây cách mỗi trăm năm cũng liền có thể kết mấy chục mai trái cây à. Nơi này tại sao có thể có hơn ngàn mai trái cây? Với lại, trên cây treo, không chỉ có trăm năm trái cây, còn có ba, năm trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Lý Hằng giải thích nói, tiên hồn cây cách mỗi trăm năm kết một lần quả, lúc ấy xuất hiện trái cây, liên sẽ là trăm năm nhưng là muốn đưa chúng nó hái xuống cũng không dễ dàng những trái này sẽ lấy phi thường quỹ tích huyền ảo ở trên trời bay loạn có bản lĩnh mới có thể đem trái cây bắt lấy mỗi trăm năm đích thật là có mấy chục mai tiên hồn quả nhưng là phần lớn người đều không cách nào đưa chúng nó hái xuống nói thí dụ như có người muốn hái trái cây trái cây này liên sẽ tự mình rơi xuống ở trên trời bay loạn ngươi nếu là không có cách nào đem trái cây này bắt vào tay đến lúc đó bọn chúng lại sẽ trở lại trên nhánh cây, tiếp tục sinh trưởng. Cho nên nói, trên ngọn cây này mới có nhiều như vậy mai tiên hồn quả. Về phần tại sao cách mỗi trăm năm thời gian mới có thể hái một lần trái cây. Làm trái cây thành thục về sau, sẽ chỉ ở tiên hồn trên cây hiển hiện thời gian 10 năm. 10 năm này bên trong, không người đem trái cây hái, những trái này liền sẽ giấu ở thân cây bên trong, làm cho không người nào có thể ngắt lấy. Đây cũng là vì cái gì, muốn vượt qua mấy giới mới có một cơ hội đụng phải tiên hồn quả. Thì ra là thế. Lý đại tráng thật đúng là lần đầu nghe được như thế ly kỳ sự tình. Cái quả này còn có thể mình chạy trốn, thật sự là thành tinh. Bọn ta muốn bắt những trái này hẳn là rất khó à. Ân. Lý Hằng gật đầu, mỗi lần tiên hồn cây kết quả cũng chính là một 20 mai trái cây có thể bị nhân loại bắt được. Còn lại đa số trái cây đều sẽ lưu trên tàng cây tiếp tục sinh trưởng. Đợi lát nữa ta muốn bộc phát toàn bộ thực lực nhất định bắt mấy cái trái cây trở về lý đại trang nắm chặt nắm đấm nói ra đây không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể đem trái cây bắt được lý thần hy đi tới khẽ lắc đầu trái cây phi hành quỹ tích nhìn như không có kết cấu gì lại có dấu vết mà lần theo chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian có lẽ có thể thôi diễn vượt quá giới hạn dấu vết từ đó đem trái cây bắt được trái cây phi hành quỹ tích cùng trận pháp có nhất định liên quan thôi diễn độ khó rất cao nàng trận pháp thực lực rất mạnh chỉ cần thời gian đầy đủ, có lẽ có thể nhiều bắt mấy cái trái cây. Nghe được lời nói này, Lý Hằng trong lòng ngược lại vui mừng, thầm nghĩ, cái quả này càng khó bắt càng tốt. Tại ta thiên diễn thần đồng dưới, trái cây chạy lại nhanh, cũng có thể đem quỹ tích thôi diễn đi ra. Đến lúc đó, những trái này há không đều là ta vật trong bàn tay. Lý thần hy phát hiện Lý Hằng khóe miệng có một vệt cười xấu xa, không khỏi nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi sẽ không lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu à ta Lý Hằng có thể có cái gì ý đồ xấu. Lý Hằng liếc mắt, ta bất quá chỉ là nghĩ đến, đợi lát nữa đem trái cây toàn bộ đoạt tới. Làm sao chỉnh mình giống như là cái nhân vật phản diện. Ngươi còn muốn đem trái cây toàn bộ đoạt tới. Lý Thần Hy hơi kinh ngạc nói. Mơ mộng hão huyền đâu à? Ban ngày. Nằm mơ. Lý Hằng hai mắt tỏa sáng. Ta có thể bỏ tiền. Không coi là ban ngày đi. Ngươi nha ngươi. Lý Thần Hy khí chống lạnh, nghiêng đầu đi thật sự là không cứu nổi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống đánh dấu ngàn năm, có vạn cổ. Tập 340, Lý Hằng ngẩng đầu, hướng về tiên hồn trên cây phương nhìn lại, tìm kiếm lấy đạo ẩn chỗ. Cùng phổ thông địa điểm không giống nhau chính là, nơi này đạo ẩn cũng không phải là dưới tàng cây, mà là tại trên tán cây. Tán cây trên cùng, có một viên tiên hồn quả vương. Trái cây này cái đầu phi thường lớn, nhan sắc kim hoàng, trừng to bằng cái thớt. Tại trái cây này phía trên, hội tụ đạo ẩn nói cách khác muốn đánh dấu liền phải đi qua trái cây này xem ra muốn chờ sẽ mới có thể đánh dấu tiên hồn cây có cái đặc thù quy luật phàm là có người tới gần trái cây trái cây này liền sẽ sống tới tại tiên hồn cây chu vi tùy ý bay loạn nếu là nhân loại không thể đem nó bắt được trái cây này cũng sẽ không trở lại nguyên bản trên nhánh cây mà là ẩn thân tại thân cây bên trong cứ như vậy tiếp xuống người làm mất đi bắt lấy trái cây này cơ hội đổi câu lời đơn giản tới nói cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ về sau, liền phải chờ thêm 100 năm thời gian mới có thể lần nữa bắt lấy trái cây này. Lý Hằng từ dưới lên trên, quan sát trái cây phân bố. Trước từ phía dưới bắt đầu bắt, cuối cùng đi bắt phía trên cái viên kia quả vương. Một lần trái cây số lượng quá nhiều, thôi diễn độ khó đem sẽ tăng lên rất nhiều. Trái cây phi hành quỹ tích rất khó phân rõ, càng nhiều, đối với thiên diễn thần đồng phụ tải càng lớn. Về phần đối phó cái này khỏa tiên hồn cây, cái kia càng là người si nói mộng tiến vào người nơi này, thực lực mạnh nhất cũng chính là Đại La Kim Tiên. Căn bản không có loại thực lực đó, đến cùng cái này khỏa tiên thụ chống lại. Lúc trước, cũng có làm chuyện ngu ngốc tiên nhân, tìm trên trăm vị Đại La Kim Tiên, đến cùng tiên thụ chống lại. Cuối cùng, toàn đều trở thành tiên thụ dưới đáy chất dinh dưỡng. Theo thời gian chuyển rời, cái này một hồi, lại có mấy vị hiểu được trận pháp người, đi vào tiên hồn cây khu vực. Đếm kỹ phía dưới, dù sao cũng phải nhân số, đạt tới hơn 50 người. Tại trong nhóm người này, có không thiếu khí tức cường hoành, đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Mấy vị kia hoang cổ kim gia tộc nhân, cũng lại tới đây. Ba ba ba. Kim tử hiên từ trong đám người đi ra, đập mấy lần tay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các vị. Kim tử hiên đứng ở trước đám người phương, ánh mắt tại trên mặt mọi người đào qua. Tiên hồn quả rất khó đối phó, không bằng chúng ta đám người đồng tâm hiệp lực, bố trí xuống trận pháp, đến tranh đoạt trái cây. Đến lúc đó, phàm là gia nhập chúng ta người mỗi người đều có thể phân đến trái cây lấy được trái cây càng nhiều phân đến trái cây cũng càng nhiều lời nói này nói xong trong đám người lập tức có người hứng thú trong đó một vị đầy người đều là khối cơ thịt tráng hán tên là vương ý chí kiên định vương ý chí kiên định hai tay vây quanh ở trước ngực dò hỏi cái quả này khó như vậy bắt coi như tề tâm hợp lực cuối cùng bắt được số lượng cũng sẽ không quá nhiều chúng ta làm sao phân luôn không khả năng một viên trái cây phân một nửa à. Hắn nhưng không có cùng người phân trái cây ăn thói quen. Dựa theo giới trước tình huống đến xem, hơn trăm người ở chỗ này cùng một chỗ bắt trái cây, cũng chính là có thể bắt 20 mai tả hữu. Có đôi khi vận khí không tốt, khả năng ngay cả 15 mai đều bắt không được. Kim ra người lại phải chiếm đầu to, căn bản vốn không đủ phân. Cũng không phải. Kim Tử Hiên một mặt tự tin mở miệng. Chúng ta hoang cổ Kim ra, vì đối phó tiên hồn quả, cố ý chuẩn bị một bộ trận pháp đợi lát nữa bắt trái cây thời điểm chúng ta liên thủ thi triển trận pháp nhân thủ càng nhiều tốc độ của chúng ta liền sẽ càng nhanh đến lúc đó tất nhiên có thể bắt được càng nhiều trái cây vì đoạt được càng nhiều tiên hồn quả bọn hắn kim ra suy nghĩ cái biện pháp tốt thi triển bách tiên gió táp trận phàm là thôi động trận pháp người tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có thể tăng lên trên diện rộng nhân số càng nhiều mỗi người thu hoạch được tăng phúc liền càng mạnh đến lúc đó lấy tốc độ đến chiến thắng tiên hồn quả há không đẹp quá thay Kim gia người tới chỉ có 10 vị, miễn cưỡng có thể thôi động trận pháp này, hiệu quả xa xa không đạt được mạnh nhất trình độ. Cho nên, Kim Tử Hiên liền nghĩ, liên hợp càng nhiều người gia nhập bọn hắn, cùng nhau thi triển trận pháp. Đến lúc đó, tất nhiên có thể ở chỗ này thu hoạch được càng nhiều tiên hồn quả. Lời nói này nói xong, ở đây tiên nhân, có ít người động gia nhập trận pháp tâm tư. Vương ý chí kiên định đi về phía trước mấy bước, nói, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Kim Tử Hiên lộ ra tiếu dung, nói, đạo hữu ngươi rất tinh mắt gia nhập chúng ta khẳng định có thể thu hoạch được tiên hồn quả lại có mấy người khác từ trong đám người đi ra lựa chọn gia nhập cuối cùng hết thảy gia nhập người có 10 vị tăng thêm kim gia vốn có tộc nhân tổng cộng là 20 vị trong đám người tại khe khẽ bàn luận lấy ta cảm thấy còn là mình thử thời vận tương đối tốt bọn hắn nhiều người như vậy ít nhất phải bắt được 20 mai tiên hồn quả mới có thể phân đến một viên nói không chừng vận khí ta thật tốt rất nhanh liền có thể đụng vào một viên. Muốn bắt tiên hồn quả, ngoại trừ thực lực, tốc độ, nhãn lực bên ngoài, còn có vận khí thành phần. Vận khí đủ tốt, vừa đúng đi vào tiên hồn quả di động vị trí, liền có thể đưa nó bắt lấy. Tại những người này xem ra, dù là dùng tới trận pháp, muốn tùy tiện bắt được 20 mai tiên hồn quả, độ khó cũng không thấp. Cùng chờ lấy phân trái cây, không bằng cùng đi tìm vận may. Nói không chừng vận khí đủ tốt, ngay cả cái viên kia quả vương đô có thể bắt được. Kim Tử Hiên nhìn một chút gia nhập người, chỉ có 10 vị, trong lòng có chút không vừa ý. Cái này bách tiên gió táp trận, mỗi gia tăng một người, gia trì tốc độ liền sẽ nhanh hơn một điểm. Nếu là có thể đụng đủ trăm tên tiên nhân, cùng nhau thi triển trận pháp, hiệu quả đem sẽ đạt tới mạnh nhất. Đến lúc đó, bắt tiên quả tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Nói không chừng, có thể truy hơn ngàn năm tiên hồn quả, thậm chí có thể bắt được quả vương. Cái viên kia quả vương đã sinh trưởng gần vạn năm thời gian, giá trị so tất cả tiên hồn quả chung vào một chỗ cũng cao hơn. Đưa nó bắt được, bọn hắn lần này tuyệt đối lừa lật ra. Kim Tử Hiên hướng về Lý ra mấy người nhìn lại, nói, các ngươi mấy vị, muốn hay không gia nhập chúng ta. Lúc nói những lời này, hắn cố ý mắt nhìn Lý Hằng. Được rồi, chúng ta không có ý định gia nhập. Lý Hằng có được thiên diễn thần đồng, đợi lát nữa có thể thôi diễn trái cây di động phương vị, làm gì gia nhập Kim ra trận doanh, cùng đi phân trái cây. Gia nhập chúng ta, khẳng định so với các ngươi không có đầu con ruồi đi loạn, có thể thu được càng nhiều tiên hồn quả. Kim Tử Hiên hảo ý khuyên. Không hứng thú. Lý Hằng lười nhác giải thích quá nhiều, trực tiếp nghiêng đầu đi. Ngươi. Kim Tử Hiên trong mắt có lạnh ý. Tốt, đã các ngươi không tuyển chọn gia nhập, đợi lát nữa chúng ta liền là người cạnh tranh, ai cướp được trái cây, chính là của người đó. Trái cây đều bị chúng ta cướp đi, nhưng không trách được chúng ta. Lời đã bày ở chỗ này, đợi lát nữa không là bằng hữu, liền là địch nhân. Ai có bản lĩnh, trái cây chính là của người đó. Lời này thế nhưng là người nói. Lý Hằng sau khi nghe xong, ngược lại cười. Kim Tử Hiên từ trong ngực lấy ra 10 cái kim sắc lông vũ, đưa cho mới gia nhập 10 người. Đây là tiên điêu kim vũ, đợi lát nữa đem tiên lực rót vào trong đó, liền có thể theo ta cùng một chỗ phát động trận pháp. Trận pháp an bài tốt về sau, Kim Tử Hiên ngẩng đầu, hướng về gần nhất một viên trái cây bay đi. Kim Thiên, trước hết bắt ngươi.